Chào mừng đến với hội quan Tiêu Lập. Hả má ơi, hôm nay muốn ăn gì xin cứ nói ra đi, hội quán Tiêu Lập xin mời. Nhưng đừng ăn quỵt đó nha. Ai nó không? Chính nó. Chính hắn. Thằng ăn quỵt. Trời ơi, bắt nó lại. Để nó lên. Khoan. Khó quá, bỏ đi con. Cái này khi mà yếu đặt ra gió nè. Xuống. Mày bắt nó hay nó bắt mày vậy? Yếu hóa. Nè. Dạ. Cái mày là cái thằng hôm bữa tới đây ăn quýt. Ăn bắt con gái tao phục vụ cho ngày đúng không? Ủa gái chú là đứa nào quên rồi? Đây nè. Ăn quýt rồi còn mặc đồ màu sắc nữa hả? Trời ơi, ở đây chỉ có mình đi bà. Chưa nói là má. Cái con gái của má, con của chủ quán, hội quán Tiêu Lâm này mới được mặc đồ màu sắc vậy thôi, không có ai được cạnh tranh. Ăn quýt còn mặc đồ màu sắc. Ủa, nói chuyện xíu biết liền, bên kia má này con đó hả? Trời ơi, má con trong gia đình không có ổn định nữa, cứ lộn hoài. Đây má này con phải không? Đây ba hả? Sao? Hay là đây con gây út, nhìn mặt trẻ lắm, dễ thương ghê. Trẻ mà để râu chi vậy? Tạo bớt râu đi. Ê, ba bên kia phải không? Tầm mày ơi, tôi ở đợ. Trời ơi, ông ăn quỵt hồi qua chưa nói chuyện ông qua đây ông ngồi. Ông qua đây ngồi để ông chủ bà chủ tôi tính sổ với ông. Quá mà ăn quỵt còn dám quay lại nữa. Ủa đây ngồi. Ngồi ở đây. Ngồi xuống. Tính sổ với ông chuyện hồi qua ăn đã đời mập thay xong đi về là sao? Khoan. Muốn tính gì tính. Trước khi tính cho em nói một câu được không? Nói đi. Em đói quá cho ăn miếng. Từ cho ăn. Cho ăn. Nhưng trước khi phải xử lý chuyện hồi qua cái đã. Chuyện qua quang nhớ mẹ. Gì không? Nhớ gì nhắc mới nhớ. Ăn quỵt đó. Ăn quỵt ngày nào cũng quỵt đâu phải hôm qua đâu. Trời ơi trời. Tôi không cần biết là anh ăn quỵt ở chỗ nào, bao nhiêu ngày. Tôi chỉ cần biết ngày hôm qua anh ăn quỵt ở đây. Quán của chúng tôi. Cho nên bây giờ chúng tôi phải xử lý. Khoan thím. Cho có ý kiến cái thím. Ngày hôm qua thím nói ăn quỵt rồi đúng không? Bữa nay con ăn bữa nữa đi, hai bữa ta tính luôn lần cho nó sướng. Đứng mặt cái là con nói thiệt mà nói bụng có trong ăn miếng đi. Bây giờ vậy nè, quán tôi cũng dễ dãi lắm. Dạ. Ăn quỵt cũng được nhưng mà vô hội quán Tiêu Lâm là vui là được rồi. Nhưng mà anh phải qua những thử thách tôi mới cho anh ăn tiếp. Đúng. Nè. Đúng rồi. Đó là luôn. Để cho tôi nói. Quán của chúng ta là quán văn hóa. Quán nghệ thuật. Cho nên chúng ta sẽ không bao giờ hành hạ tất cả những thực khách vô đây. Người ta thường nói đánh kẻ chạy đi và đánh luôn thằng chạy lại. Thằng nào ngu như vậy? Bà nói tào lao. Nói vậy là sai rồi. Nói là đánh thằng chạy lại nhưng mà dí thằng chạy đi. Trời ơi, tỏi ghê hơn nữa. Nhưng mà vô vấn đề chính là cái thằng ông nội này ngồi yên nè, bây giờ sao? Chưa xí. Hồi nãy nói là đánh người chạy đi, đánh người chạy lại. Hồi nãy em đi em đâu có chạy đâu, đánh em. Nói chung là quay lại đây là chạy lại đây rồi. Nói chung là bây giờ không có xử lý đánh đấm đá gì hết. Tại vì đang ngồi chứ không có chạy chứ không có đi. Đúng rồi. Bây giờ chỉ xử lý nhẹ nhàng thôi. Cho ăn đi chị. Lấy cái muỗng ra đây. À, lấy cái muỗng cho ăn nữa mà. À. Móc hai con mắt của nó ra. Nó ghê vậy? Bà chủ, ác quá bà chủ. Ác quá hả? Quán mình vui vẻ là chính mà. Hơi nặng tay đó. Rồi bây giờ, thôi nặng tay, bỏ qua. Ừ. Bây giờ muốn trả nợ đúng không? Muốn được ăn đúng không? Đúng muốn rồi. Được ăn là phải trong trả nợ. Trả hết món nợ cũ rồi được ăn. Ăn xong bây trả giờ luôn. Phải làm việc ở đây thì người ta mới cho ăn tiếp. Bà chủ ơi, lấy con dao thái thịt ra đây. Em lấy hả? Ngồi yên. Ngồi đó. Đâu dao đâu? Ngồi yên đi. Thật số bồi khổ quá. Có mình đằng bồi à. Ai mượn mày ở đợ chi? Trời ơi, kéo vào đây đi cho nó dễ ngồi nè, tao ăn luôn. Thằng nó ốm nhơm mà đặng có được. Nè con nè, mập ở đợ được lắm. Khiên bàn, khiên ghế. Ủa cái gì vậy? Đó thịt bò bánh tết theo sống nhăn sao ăn? Từ từ sẽ chín thôi. Muốn ăn phải lăn vô bếp.
Bây giờ thái thịt đi, thái cái miếng thịt này ra càng mỏng càng tốt, xong rồi đem vô trong đó chiên cho ăn. Thái thịt hả? Thái không được á là tôi thái ông luôn đó. Trời ơi, bắt đầu thái thịt bằng heo, bằng dao cắt bánh kem hả? Tôi không cần biết. Không phải thái bình thường đâu, đứng đúng, vậy phải có quy tắc. Đằng sau quay. Trời ơi, thái gì hả? Làm gì được như vậy? Có coi trên mạng đồ không? Thân hình lý tưởng á là cái tay phải thọt ngang qua rúng vậy nè. Đó, bây giờ thọt như vậy cắt. Được không? Trời ơi. Phải thử thách rồi. Mới có thử thách đầu tiên thôi mà thấy coi bộ khó à. Rồi cắt hay làm đôi được không? Bắt đầu thời gian, bắt đầu tính. 1 phút. Bắt đầu. 60. 59. 58. Không có thế vậy. Ê, ông thái thịt hay ông cạo thịt vậy? Không thấy thường được. Không thái được. Thôi. Gì vậy? Thôi. Quay lại bình thường, quay lại bình thường. Nè. Quay bình thường cắt đi. Thôi, con thấy á là ba má với gia đình của mình á, thôi con thấy đừng có hành hạ khách hàng như vậy. Mà người ta rất là dễ thương. Tại con thấy thân hình mẫm mẻm của ảnh quá nên con muốn á ảnh đứng lên đây múa Ấn Độ. Bậy ơi. Cái gì vậy? Đang thái thịt mà lại múa trong đây làm cái quỷ gì? Nói chung là cái gia đình này hình như là không có thống nhất ý kiến rồi đó. Dạ sao? Đánh nhập chơi luôn. Ổn. Ngồi thử trước đi. Ổn không? Chắc ổn. Em nói rồi mà em gì ăn em làm gì cũng được chứ á. Rồi biết khiêu vũ, biết vũ đạo được không? Trời ơi, ở trên này hả? Vậy thôi, ổn rồi. Nghe nhạc, cảm nhạc thì vũ đạo thôi, thử thách khác. Bắt đầu. Trời ơi, nhảy xuống một cái là... Hay quá. Được ăn rồi. Mừng quá, được ăn rồi. Trời ơi. Được ăn rồi. Khoan, còn nữa. Nhưng mà vừa nhảy vừa ăn mới được. Đúng. Bây giờ nhảy dây đi. Bà thím. Chưa có tết cho hộp dưa làm chi? Ăn đổ hộp dưa đi. Trời ơi. Vừa nhảy vừa cắn hộp dưa ăn hết cái gì này. Tí, hồi sáng có thử cái sàn chưa? Được mà. Hên xui bà chủ ơi. Nếu mà không được á thì mai mốt làm cái sàn nhà lại. Chồng vô nhảy thử đi chồng. Nhảy thử đi ông chủ, nhảy thử cho con chủ. Nhảy thử đi ông chủ. Đó, nhảy. À, nhảy lên dễ mà. Không phải, nhảy gì mới vui. Cái gì nhảy lên thì nhảy vui cái thôi. Rồi, nhảy luôn đó. Ừ, nhảy đi, nhảy đi ông chủ. Nhảy đi. Nào đi. Chị cho tôi về coi giấy phép kinh doanh. Ông chủ. Khoan xí. Ai vậy? Ông ngoại tôi. Ai mà có quyền kỳ khôi quá vậy mà vô đòi giấy phép kinh doanh. Tôi là tổ trưởng tổ hòa giải ở đây. Trưởng tổ hòa giải à? Hôm sớm mình có gần tổ trưởng kỳ cục vậy. Ăn mặc gì lạ vậy? Ủa, thích vậy được không? Bận quần jean cũng bỏ áo vô thùng. Bận quần này cũng bỏ được vậy. Giờ đòi coi giấy phép kinh doanh đúng không? Tôi mới nghe sắp nhỏ nó báo ở đây là quán ăn mà có tổ chức khiêu vũ sexy. Cái gì?
Ai nói vậy? Chuyện đó. Ai chưa giữ taxi? Làm gì có chuyện đó? Đi xin taxi. Hồi nãy tôi rình tôi thấy có một con heo nó đứng nó lượn ở trên bàn. Nhìn nằm đó đó. Nhìn thấy heo không? Thấy không? Nè. Phải con heo này không? Con mày hả Tý? Dạ con đó mày. Sao khùng tự nhiên mày qua đây chơi vậy? Con muốn ăn chợt. Ăn quịch ở quán con đó. Không phải là ăn quịch là không trả tiền. Ăn không trả tiền. Nó ăn quịch. Nó ăn quịch của cái quán anh chị. Đúng rồi. Đúng rồi. Nó không trả tiền. Đúng rồi. Trời đất ơi cái thằng này tệ thiệt. Mày ăn cái gì? Dạ có ăn nguyên cái út ổng á. Trời ơi cái gì? Là nó ăn cái con này thôi. Hả? Mà ở trong menu á thì không có cái món này. Cho nên nó ăn cái này á là coi như ăn ngoài luôn. Không trời có tính tiền. Yeah con. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức một tình huống rất là vui nhộn mà cái kết thật sự là bất ngờ. Nào xin mời nghệ sĩ Hoài Linh và nghệ sĩ Hoàng Mập. Anh Hoàng Mập ơi, nãy thấy anh bị cái gia đình hành hạ nhiều lắm luôn á. Leo lên trên bàn nè ha, rồi bắt nhảy múa nè ha, rồi bắt nhảy dây nè, rồi giờ cái sức khỏe anh cảm thấy thế nào? Thấy ông ngoại ra là khỏe liền, biết có người cứu mình liền. Ừ, mà nãy vừa nhảy dây mà vừa ăn hột dưa nữa đúng không anh? Rồi có cắn nhầm lưỡi không? Chưa cắn, mới cắn nhầm ngón tay mà. Lừa lừa bán mấy hột dưa đó, thấy nguyên ngón tay cắn cái bụng. Bởi vậy mới nói là để vào cái quán ăn này mà ăn được một cái món của cái gia đình này là trần ngay luôn. Đó, Hoàng Mập bị thử thách quá trời luôn, cuối cùng chỉ ăn được một cái hột dưa thôi. Chưa kể là cắn đứt cái ngón tay của mình là tự hút máu mình mà bổ đó. Như vậy là coi như anh Hoàng Mập có cũng đã vượt qua được những thử thách của cái gia đình của chúng ta ngày hôm nay. Vậy thì chúng ta hãy dành cho nghệ sĩ Hoàng Mập cũng như là ông ngoại Hoài Linh một tràng pháo tay thật to nào. Rồi bây giờ ông cháu bưng nhau về nha, bưng nhau về. Đó, thấy thương. Lộn bưng. Sao gia đình ông bà chủ mệt không? Mệt chứ, nhảy dây mệt chứ anh. Lâu lâu gặp một cái thực khách mà nó quá khổ như vậy là cũng mệt mỏi lắm đúng không? Thôi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một cái phần mà chắc chắn rằng gia đình chủ quán của chúng ta sẽ mệt mỏi hơn nữa đó. Có nghĩa là ba vị thực khách từ sáng đến giờ sẽ quay ngược trở lại quán này và đặt ra những thử thách ngược cho gia đình chúng ta. Hãy chuẩn bị tập trung dồn hết 10 thành công lực để đối phó lại với ba vị thực khách của ngày hôm nay nha. Chúng ta cùng đến với phần thử thách ngược. Cả gia đình đó, bốn người đó, đợi đi, chúng tôi sẽ trở lại. Sư phụ ta thi, hãy đợi đấy. Người quen, người quen, người này quen. Ủa còn hai người này là ai đây lạ quá? Cô gái xinh đẹp, hồi sáng làm bác sĩ đúng không? Ừ, cảm ơn em. Người phụ nữ mang thai đi đâu đây? Dạ, em phải mang thai. Mà em mập tự nhiên, thiên nhiên ban tặng đó. Em đi bán vải. Bán vải hả? Dạ. Trời ơi, vải quấn trong người xài không hết. Sao có mà đi dư đi bán cho người ta? Không có, em bán ế quá, em quấn nè. Rồi chai nào mua khúc nào cắt khúc đó. Rồi lỡ mua hết rồi lấy cái gì mà quấn? Không có, mua hết em xả luôn khỏi quấn. Yên tâm đi, không ai dám mua đâu. Phải vậy? Bởi vì người ta sợ dòm thấy bàn kia bàn xả đó. Nào, bây giờ mời ba người chúng ta hãy cùng đến với hội quán Tiểu Lâm, phần thử thách ngược bắt đầu. Trời ơi, thấy chưa, vào đây nha. Đây, nói cho nghe, đừng nhìn thấy họ có vẻ e dè sợ sệt như vậy mà chúng ta nao lòng nha. Cứ giữ vững tinh thần, quyết tâm cào cho tới bến nha. Chuẩn bị bắt đầu. Không ăn gì? Không ăn. Nó nghe nè, tính vô ba người chấp bốn người, còn người đâu rồi? Giờ tao bên này thấy chung người cũng có ổn nên đã đi ngủ rồi. Hay là nghe đồn chúng tôi quay trở lại rồi bỏ của chạy lấy người? Đâu có. Lâm bệnh bất tử hơn ha. Gì hả? Bà đẹp hả? Đẹp quá. Nghe nói là quán này là hội quán Tiểu Lâm phải không? Đúng rồi. Tiểu Lâm thì phải cười phải không? Dạ. Ba người cái tấu hài cho cười coi.
ra tấu hề đi, ba tấu hề, tấu hề sao cho cười đi. Ra đi. Ra đi, ra đi, ra đi. Tiết một, mua vui cho ba thực khách. Bắt đầu. Đây. Dạ, kính thưa quý vị, dạo đây là tiết mục tấu hề. Đến với tiết mục đầu tiên là tiết mục cười chết luôn. Rồi. Trời ơi, tiết mục mà tấu hề cười chết luôn. Bây giờ tới tiết mục khán giả chết theo. Đó, giờ ba người khiên vô đi, dẫn đi. Đi vô. Trời ơi, bữa nay tập tạ nè, tập tạ miễn phí. Hai, ba. Ê, khiên cho mày theo. Khiên. Không nổi, không nổi. Thấy chưa? Rồi, tiết mục cười chết rồi phải không? Bây giờ tới tiết mục ra phục vụ văn nghệ đi. Con bé đó hát bài nghe chơi. Hát hát cải lương đi, nghe nói hát hay lắm. Nói chung là hát cải lương nhảy hip hop. Bên hát cải lương hay là nhảy hip hop. Rồi. Hai trời ơi, trời ơi. Trời ơi, có sức hại người ta thì người ta hại lại. Hai ba. Trời ơi, từ từ đã. Hát đi. Có suy nghĩ thấy cái gì vậy? Hát đi, hát đi. Hát đi. Rồi rồi, nhớ rồi, nhớ rồi, nhớ rồi. Ok. Tình ta cách xa lìa xa, không nhập phải chết được. Sai đúng rồi. Cha con tôi đã đáp ứng theo lời yêu cầu vừa hát cải lương mà vừa múa hip hop rồi đó. Bây giờ chơi tiết mục cuối cùng đi. Dạ không, bây giờ em muốn nghe nhạc con nít. Nhạc nít hả? Dạ đúng rồi. Ai hát? À, cái mặt lão thành nhất với hát nhà con nít. Lên chưa? Diễn mặt nít luôn mặt, hay chứ. Nó nói ai mặt lão thành nhất hát bà con nít. Cháu lên bà, cháu vô mau giá. Cô thương cháu gì chứ không khóc nhẹ. Không khóc nhẹ, đừng đương đây. Ta vào nhà mát, ta đừng vui cái cài. Tráng sĩ còn một yêu cầu nữa, tráng sĩ. Bây giờ ba người sẽ làm tiếng theo tôi yêu cầu. Làm gì nè? Làm gì? Đầu tiên là tiếng chó hú. Tiếng chuột kêu. Gì vậy chứ? Chuột kêu. Rồi đủ rồi. Xin cảm ơn các vị thực khách đã cho những nhân viên trong quán ăn của chúng tôi những cái thử thách rất là thú vị. Nhưng mà tôi nghĩ là các bạn còn hiền đó. Cái thử thách các bạn đưa ra vẫn còn khiêm tốn, còn nhẹ nhàng. Em tính đưa ra một thử thách đó là để sợ anh Tài đứt chỉ máu chết. Thử thách gì? Ổng hoàng mập mẹ bồng con đi. À, bạn mà đưa thử thách đó ra chắc chắn là cái gia đình này không thể nào mà đáp ứng được đâu. Chỉ như đó thôi cũng đủ làm cho gia đình này là sức bất xa bằng, mệt mỏi lắm rồi. Một tràng vỗ tay thật to dành cho tất cả các thành viên trong gia đình của hội quán Tiếu Lâm. Thưa các bạn, ngày hôm nay chúng ta đã có những giây phút rất là vui cùng với ba vị thực khách khi đến với hội quán. Và để đánh dấu ngày hôm nay ba vị thực khách đã đến với hội quán của chúng tôi cũng sẽ có những món quà lưu niệm để dành tặng cho ba vị thực khách. Cái món quà này để trưng thôi chứ không phải để ăn nha. Không có ăn được. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
hội quán Tiếu Lâm. Hôm nay muốn ăn gì xin cứ nói ra đi, em muốn ăn cái gì thì mừng em đến đây ăn chơi. Ê, nhưng mà nó nghe nè, cái nội quy của anh á là bước vô quán này có một cái điều lệ rất là cần thiết, em không thể không làm được. Em làm được cái này thì mới vô quán anh ăn được. Đây, em bỏ đây xuống đi. Đó. Đồ nghề của em đừng bỏ đây, đâu đây, xa đây, nha. Đây, đây, không có làm gì hết á. Đây, giờ anh làm theo anh nha. Dạ rồi. Đứng thẳng lên. Tay này vô đây. Tay này, không đây. Nắm đôi tay. Em quay 10 vòng liên tiếp. 10 vòng nha, không ngừng nha. Một, anh, hai. Anh, từ từ. Em thường thường em không có thích làm gì mình, em thích làm chung mà làm đôi vậy, anh làm chung với em luôn được không? Hả? Dạ đúng rồi. Đúng được. 10 vòng nha. 10 vòng. 10 vòng mới được ngồi nha. Dạ rồi. 1, 2, 3 bắt đầu. Rồi, được rồi, coi như là em đã giữ không, à, em té em cũng phải đẹp anh. Được, được. Rồi, đứng dậy đi ha, đứng được không? Đây, bây giờ ngồi xuống đây, nghe. À. Mà chóng mặt á, mình ngồi ghế bình thường không có được. Đó, à, ngồi ghế vậy mới là đúng. À. À, bây giờ em muốn ăn cái gì? Quán anh buổi sáng thì thực đơn có ớt xào xả nè, tiêu sọ hấp tiêu xanh nè, ớt xanh, ớt đỏ, ớt vàng. Em thích ớt nào anh sẽ đãi em ăn. Ăn ớt thôi hả anh? Ừ, buổi sáng rồi, trời, bữa nay là chỉ vậy thôi. Thôi tùy anh. Tùy anh hả? Dạ đúng rồi. Anh giỡn trời với em rồi thôi chứ ai mà cho người con gái xinh đẹp như em lại ăn ớt buổi sáng, thấy không? À, em là bác sĩ đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ vậy, em ngồi như vậy thì anh cũng khó nói chuyện lắm, bởi vì anh cao mà thấy đương nhiên cái đầu thì anh mỏi cổ lắm. Bây giờ em chịu khó chờ anh chút, em xuống ở xuống đó, em ngồi về cao anh mới ra nói chuyện này. Nói đi em, nhịn cho không sao đâu. À, mỏi cổ quá. Dọn luôn cái bàn kia đi rồi mình dễ nói chuyện lắm. À sao? Anh dọn mấy cái đồ trên bàn đó lên đi. Dọn luôn em? Dạ đúng rồi. Em làm gì? Đứng rồi mà. Sao? Cái đó xong rồi em ngồi đây. Để xong kia anh đứng rồi nhìn đây nè. Anh đứng hả? Dạ đúng rồi. À, cũng rảnh quá ha. Rốt cuộc là cũng phải mỏi cổ như thường. Em à, à, em là bác sĩ đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, may quá. Anh có một cái bệnh mà anh nghĩ là nó rất là lạ, chứ bây giờ xảy ra đâu với anh. Buổi tối đó, tự nhiên anh thấy buồn ngủ lắm. Anh phải đi ngủ. Rồi sáng sớm hôm sau, tự nhiên anh thức dậy bình thường. Rồi cái xong rồi cái trưa trưa cái, tự nhiên anh thấy đói bụng. Anh ăn vô. Anh thấy buồn ngủ. Nó no. Nó no. Rồi tới chiều tối anh lại cảm thấy buồn ngủ trở lại. Cái ngày này mới nói vậy đó. Theo em á, là bác sĩ thì em thấy đó là triệu chứng của bệnh gì? Cái triệu chứng này á là cái triệu chứng của bệnh làm biếng. Tại vì nguyên một ngày anh chỉ ăn có ngủ không mà anh không có làm gì hết trơn vậy. Đó, có làm việc mà. Anh làm hồi nào anh kể là tối anh buồn ngủ xong sáng cái anh dậy anh đi ăn. Anh ăn xong cái trưa anh ăn xong chiều anh ăn xong cái anh ngủ. Cái công việc của anh chỉ có ăn với ngủ thôi à, bên này là mình làm biếng luôn. À, để từ từ anh tính lại ha. À, bây giờ gì? Nếu mà muốn chữa được cái bệnh đó thì anh nghe là có người bác sĩ bạn anh á, người ta nói là tập thể dục là nó sẽ khỏe. Anh thấy đúng không? Dạ đúng rồi. Hay là ông ấy bây giờ em xuống đi. Xuống. Bây giờ em có thể tập một cái bài thể dục nào cho anh để anh tập được không? Anh để tay anh không đi. Ừ. Dạ, yeah, rồi. Dạ rồi. Đắp. Tiếp
thôi hả? Dạ đúng rồi, vậy thôi đó. À, sao anh chuyển qua động tác khó hơn? Dễ quá, đâu có gì. Đụng tay với sàn. Sao nữa? Chúng ta đi. Sao đứng được? Nó kẹt rồi. Sao em? Mày làm cái gì vậy mày? Ông chủ, nay cho ông nghỉ bữa được không? Ông mấy nay bị gì? Tăng động quá. Ai cha, ai chủ? Ai vậy? Ông bác sĩ. Bình tĩnh lại coi. Bữa ông bình quá rồi, bình quá rồi. Ủa, ai vô, ai vô, ai vô. Đau cái chân quá. Mày kiềm chế này coi. Con gì? Con anh nào cứu nó không? Anh đừng cứu. Ê. Anh đừng cứu. Bóp cái gì vậy? Bóp cái bông bóng cái gì vậy? Chết. Chết. Mày chết thuốc gì vậy? Liệt rồi, liệt rồi. Sao vậy? Liệt rồi. Chết tầm bậy rồi. Chết tầm bậy rồi. Ư hả? Chết sai chỗ rồi. Liệt rồi. Chết. Hả? Chết. Sao rồi? Chết tầm bậy nữa rồi. Tụi ta đi. Thế sao rồi? Trời chết ơi. Ai da. Sao ông chủ chết với người ta chết? Ông chủ để người ta chết con vậy? Vậy? Anh có thấy là anh thuê cái ông này anh mệt lắm không? Thôi để anh chích ông nằm đó đi. Hả? Kệ ông đi. Ông chủ đi chơi với người ta ông mét bà chủ. Cái gì? Ông mét bà chủ. Mày bà chủ. Giữ giữ lại anh. Khách thôi. Ông chủ ông mê gái của hắn. Chích chứ mỏ. Mày sao vậy? Chết luôn mày. Mày bị sao? Hả? Cái gì con? Con bị gì vậy? Bác ơi. Ôi, trời ơi. Bà sao bác ơi? Bác. Trời ơi. Bác. Nè. Chuyện này xảy ra hồi nào? Hả? Có bầu hồi nào? Hả? Con sao vậy? Con đau bụng. Đau bụng? Bầu gì mà có bầu? Ủa? Bà chủ. Sao vậy? Máu gì vậy? Bà chủ. Con sao? Hả? Con đau bụng. Con đau bụng hả? À. Nãy giờ thấy ói ói tưởng có bầu. Bà chủ, chuyện này lớn hơn nè bà chủ. Đấu hại. Chết. Chết cái gì? Chết con tôi chết lại bây giờ đó. Bác sĩ ngồi đây nè má. Bác sĩ nè má. Sao tự nhiên nhà tôi vui bữa nay có người chết qua chết lại vui vậy trời? Chết tùm lum là lao bà chủ. Cái chuyện gì? Bầu của ông chủ à. Bé không có bầu đâu. Bé không có bầu với ông chủ à. Mày thôi. Đây là chỉ là khách thôi. Tại sao? Bà chủ. Tại bây giờ vậy nè. Cái chuyện ông có bồ với ai kể ông tôi. Đau bụng, đau bụng. Đau bụng nè. Bây giờ cô này là bác sĩ phải không? Đúng rồi, đúng cô rồi. Cô ta mau lấy làm đồ nghề. Lấy đồ nghề, lấy đồ nghề ra khám bệnh cho con tôi coi. Nhanh nhanh nhanh. Cô giùm con tôi. Tôi không chịu chích thuốc đâu nha. Con sao vậy? Đau bụng. Bác sĩ đau ơi. Bụng rồi. Mày ăn cái gì mà mày đau bụng vậy Linh? Đồ của quán bệnh chứ đâu. Trời ơi, cái bậy quá. Chị đứng lên chị. Rồi, cưng nằm xuống. Ôi sao vậy? Sao vậy? Khám đau khám bụng mắc gì? Mắc gì bắt người ta nằm vậy? Ngồi xuống. Nằm xuống mấy cái được. Là còn tôi gì vậy trong đây? Trời ơi, ba ơi ba. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chị nói vậy là bác sĩ hả? Cái gì vậy? Trong tay toàn là ba cái đồ gì mà giống như là hóa trang, tắm cắt gì vậy? Rồi bác sĩ gì? Hả? Bác xế quá vậy? Bác sĩ gì? Bác nhau vậy? Không, cái này là ông chết của chị. Cái này là không phải là bác sĩ đâu. Mà này là make up nè. Trời, làm make up thì nói là make up trang điểm đi. Trời mà bác sĩ. Trời ơi, vô đây hả? Xém hại gia đình tôi hả? Bởi vậy. Bắt tôi lắc hồi nãy giờ muốn chết. Bắt tôi chổng mông xuống xỉu luôn. Lúc nãy em đi vô đây á là tại vì á chồng chị nói là chồng chị mất ngủ, chồng chị ăn nhiều quá xin làm biếng, cho nên là em cũng giúp chồng chị tập thể dục. Trời em còn chưa lấy tiền giúp tập thể dục mà lọt vô gia đình này rồi không có ý kiến ý cò gì hết á. Đừng có tới đây mà định giở trò hay sao không make up đúng không? Ông chủ tôi nè, ông chủ là chùm make up, ông chủ đúng tôi dạy cho đúng rồi đó. Trang điểm là đỉnh luôn á. Bây giờ ba chỗ tài đi ba. Nè, mời ra đây rồi cho ông chủ tôi make up cho rồi đây. Dạ. Đó. Ai ngồi đây? Đây thiên nhiên make up này là
đây đây. Đó, điện mà kiến má ơi. Cái gì vậy? Mắt kiến sao mày? Nó cắp rồi mà tụi tôi sao thấy được? Tao mới cắp hả? Xin lỗi tụi. Bà cũng rảnh nè. Hồi nãy nó lấy cái giếng mặc định lộng chết, tôi lấy cái này tôi mặc định nó là mắt kiến. Em vậy phải nói cho chị là làm cho em đẹp đẹp hiểu. Được, đẹp lắm em. Em muốn cái gì cũng được hết á. Ông chủ vẽ cái chân mày giống ông chủ á. Vẽ hàm dâu giống ông chủ luôn cho nó cặp sinh đôi. Vẽ là đẹp mà. À. Đâu tới hàm dâu nè, trời con chí tài luôn rồi. Vẽ hồi thôi ra chí tài vậy cha. Cái gì? Vẽ hồi thôi ra chí tài vậy. Vẽ đi, vẽ đi. Để đi tao làm. Đó, tôi có cái quần như này. Chấm chết lên tôi rồi. Trời ơi, chấm chết lên rồi. Dây cấm thì cái ông này không xuất hiện vậy trời. Ok. Ai vậy? Cái hai. Bước xuống. Ấy vậy? Mẹ. Mày làm cái gì vậy? Ba cái đồ make up đi diễn của anh Tư mày để đâu? Dạ kia kìa. Sao tự nhiên mày tới đây mày ngồi cho người ta vẽ vậy? Mấy người vô lương tâm lắm. Trời ơi, nó bị tâm thần mà. Trời ơi. Trời ơi, hả? Ủa hẹn cho nó với cây chứ. Em tôi nó bị tâm thần. Người nào vẽ trên mặt nó? Ê vậy? Không đây. Cái gì vậy? Ba. 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 Trời ơi, chị thấy không? Chị nhìn hai cái mặt này nó dễ dàng nhau rồi, chị thấy không? Nghe nè, kêu nó về đi. Ba, 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 ba. Nó cắn một cái chết luôn. Chị, nghe lời anh hai nè. Chị ơi, chị em là con chị ơi. Bình tĩnh, nó em nó bị khùng rồi. Anh Tư này. Em nó bị khùng mà. Ba, ba. Đi về với anh Tư đi. Nó bị khùng. Ha. Đừng có lấy đồ anh Tư mà làm tầm bậy tầm bạ như vậy. Em muốn học hóa trang á, anh Tư sẽ chỉ cho em. Thôi trả nè. À, hồi nãy anh vẽ cho nó đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, giờ anh ngồi tôi vẽ anh lại. Lông mày này rồi vẽ hàng lông mày y chang như vậy chứ. Dạ. Khỏi cần nhìn ở đằng trước luôn. Cái con kia nó khùng nó mới kéo lại cho nó vẽ cho nó chứ ông này không có lỗi. Không còn vẽ mình vẽ đi. Không, cái đó là cái vấn đề là bà chị đánh giá vậy thôi chứ nếu không khùng đâu có ngồi cho tôi vẽ. Thôi đi về bé Hải ơi, về đi. Không, đi về đi, đi, đi về. Về. Ôi, trời. Trời ơi. Cái gì? À, xin mời. Đây 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 đây. Đứng kế nhau đó. Trời, hai cái mặt đẹp như một khuôn đúc ra. À, thưa quý vị, vừa rồi là một câu chuyện, một cái tình huống rất là vui nhộn mà Hà Anh trong vai một cô bác sĩ đến đây để khám bệnh cho gia đình này, nhưng mà cuối cùng thì mới phát hiện ra rằng là cái Hà Anh này mới là một cái bệnh nhân tâm thần mà do anh Hoài Linh anh cứu thoát. Như vậy có nghĩa là cái tình huống của chúng ta tạm thời khép lại tại đây. Xin cảm ơn cô bác sĩ xinh đẹp. Bây giờ gọi cô bác sĩ nghe nó kỳ kỳ, nó bị ngượng miệng phải không? Xinh đẹp đâu có ai có cái hàng lông mày mà hàm râu mà cái một ruồi mọc mất trật tự dữ vậy. Một tràng pháo tay to dành cho Hà Anh cùng với Trinh Hài Hoài Linh. Hà Anh bây giờ theo chân anh Tư về nhà học make up lại nha. Khổ ghê lắm. Còn ông chủ quán bây giờ cũng có cặp chân mày y như xăm vậy đó. Rất là đẹp. Nhưng bây giờ thì thời tiết đã bắt đầu nóng lên rồi. Buổi trưa đang đến dần. Thì có lẽ là chắc chắn sẽ có thêm một vị khách nữa đến với quán ăn của chúng ta. Nào, cả gia đình mình hãy chuẩn bị để chào đón vị khách buổi trưa. Bắt đầu. Lần đầu tiên mời đi diễn hài mà không biết là mình hài như thế nào, không biết là vô đó có bị chặt chém tơi tả tan tành không, không biết là mấy chủ quán trong hội quán số 5 thử thách mình như thế nào để cho là cái gì. Sợ quá. Nhưng mà thôi cố gắng. Tại vì chắc là quý vị khán giả sẽ ủng hộ tài đúng không? Dạ chào công tử.
Dạ. Công tử đi đâu mà công tử muốn đào tường khoét vách nhà người ta vậy? Thế là lạ nhìn chơi. Ông muốn vô đây coi cái gì trong đó đúng không? À, muốn thưa thăm mấy người bạn đó. Có bạn ở trong hả? Có bạn. Trời ơi, có bạn ở trong là không phải người bình thường đâu nha. Ở trong đó bắt bình thường không à? Ông mà là bạn của mấy người đó là cần phải coi lại. À, nếu muốn vô thì tôi sẽ mời ông vô đàng hoàng ha. Cứ cần thiết gì đó mình phải dòm ngó, mình dạch, mình banh cửa người ta ra kiểu gió nghe không? Rồi nếu như ông muốn vô sẽ mời ông vào, nhưng mà bình tĩnh, cẩn thận những cái gì sắp sửa xảy đến với ông nha. Đây, hội quán Tiếu Lâm mở cửa ra chào đón vị khách đặc biệt của buổi trưa nào. Quán Tiếu Lâm ha, hôm nay muốn ăn gì xin cứ nói ra đi. Mời quý khách ngồi, mời quý khách ngồi, chờ chút. Tiểu Nhị, dạ ra đây. Chú bảo con cái gì vậy? Bữa nay một vị khách quen lắm, giống như là trong cái bản cáo thị là tội phạm đang bị truy nã. Ờ đúng rồi, nhớ mặt thằng này rồi, nó nổi tiếng lắm nè. Hả? Đăng trên báo công an nhiều lắm. Như vậy là cáo thị là truy nã phải không? Bây giờ sao? Bây giờ tao với mày bắt nó đưa cho quan phủ lãnh tưởng. Ê ông đừng, ông anh bình tĩnh lại. Nhiều khi á mà không phải là cái thằng mà người tội phạm mà ông bắt về ông giao quan phủ là nhiều khi ông bị mang tội luôn đó. Chết. Vậy nhưng phải từ từ cẩn thận. Tương kế tụ kế ông ơi. Bên sao? Ha! Ê! Dạ mời quý khách ngồi. Đứng được không? Dạ không. Vô quán đây là phải ngồi. À, quý khách thật là khách sáo quá. Nên chịu vệ sinh. Không bắt đầu thích rồi đó. À, dạ thưa quý khách, cái quán này á, cái nội quy đó, vô đây là sẽ được chủ quán tiếp đãi nồng hậu và sẽ thương hoặc là ghét tùy theo cái tài trí của khách mình. Không phải, ông phải thử ví dụ như là nó có phải là hay không, nó phải là tội phạm hay không, ông phải thử trí thông minh của nó. Trời sao lâu quá vậy? À, nói là tiếp đãi chu đáo nãy giờ chưa thấy. Dạ xin lỗi. Để cho tôi phép xin phép được thử coi quý khách có cái trí thông minh hay không. Nếu mà quý khách trả lời được hết những câu đố của tôi thì tôi sẽ thương quý khách. Còn ngược lại thì tôi sẽ coi quý khách là một người tôi không có thích, có nghĩa là tôi ghét. Sao phiền quá vậy? Không có phiền, đó là nội quy của hội quán Tiêu Lâm. Dạ, lúc nào cũng vui vẻ hết. Xin phép được hỏi. Quý khách có biết là chết lãng xẹt người ta gọi là gì không? Trời ơi, vậy cũng hỏi. Kêu là gì? Không biết. Không biết à? Ông nội này chết. Biết rồi, tôi biết rồi. Là cái gì? Lãng tử. Hay quá. Mời quý khách ngồi, quý khách ngồi. Tiếp tục. Để nghe tiếp câu thứ hai. Đi võ thám chết thì gọi là gì? Võ thám chết gọi là gì hả? Dạ. Thám tử. Hay quá vậy. Hay quá. Bị trời đánh chết gọi là gì? Xét đánh chết. Trời đánh hả? Ừ. Trời tử. Trời tử. Trời tử à? Không được. Xin lỗi. Đã là chứ trời làm sao mà nói lại được. Xin lỗi ông trời. Bị trời đánh chết kêu bằng cái gì? Trời ơi đất ơi. Ôi. Mày im đi. Trả lời được không? Trả lời được không? Không biết. Quá dễ. Bị trời đánh chết gọi là thiên tử. Cho cơ hội để gỡ nè. Dễ vậy mà cũng đố. Đi công việc chết gọi là gì? Đi công việc chết. Ừ. Gọi là gì hả? À. Tên này mỗi lần đứng dậy là nó biết đó. Gọi là gì? Đi công việc chết gọi là... Gọi là gì? Là gì? Không biết. Gọi là công tử. Hay quá vậy. Được rồi, cho câu này dễ, ai cũng biết.
đi tiểu mà chết gọi là gì? Trời ơi, vậy cũng đố nữa. Để sao? Là tiểu tự. Hay quá. Hay quá. Nếu gặp một người quá thông minh như chàng mà là chết, tài giỏi mà chết, ta kêu bằng cái gì? Cái này là đúng tên của tôi luôn á. Tên là tài tử. Quá hay quá. Ông chủ à, nè đừng có giỏi mừng. Nếu như mà ngươi mà đứng đây mà ăn nói vô duyên á, ngươi chết gọi là gì? Vô duyên. À, nó gọi là vô tử. Gặp bạn rồi, gặp bạn rồi. À, gặp bạn rồi. Gặp bạn rồi. À. À, ngồi xuống. Còn nữa hả? Coi như là được thương rồi đó. Cái giai đoạn này được thương. Ê, rồi đó. Cho ăn đi, cho ăn đi. Khoan. Đại đi. Còn một thử thách nữa. Sao? Còn một thử thách nữa. Thứ quà vậy? Ở người đó. Hả? Ở người. Tới con hả? Ừ. Bây giờ nhảy lầu người ta gọi là cái gì? Ủa rồi đúng không? Nhảy lầu cái gọi là tự tử. Sao chủ? Hầu hay không? Thách thứ hai hả? Qua thử thách thứ hai đi. Qua thử thách thứ hai hả? À, dạ, nãy giờ quý khách cũng đã mệt rồi. Quý khách ngồi xuống đây. Không có mệt hết á. Rất là khỏe. Để tụi tôi có một món quà muốn tiếp đãi quý khách. Không cần quà đâu. Mới được mà. Yên tâm ngồi đi mà. Hồi lá. Đây. Xuống đi quá. Muốn ăn đâu? Từ từ. Ngồi xuống đi. Ờ, vậy đi. Để đi. Cái món này lại. Muốn ăn là phải bịt mắt lại. Một cái trò đố vui đố mẹo đó mà. Sẽ không có sao. 3 ly nước quý khách sẽ uống thử đi. Biết cái nước đâu. Nước gì? Đồ ăn đây toàn là dinh dưỡng tốt mà. Đây. Cái thử thách thứ hai đó là mời quý khách. Ờ cái gì vậy? Cái gì vậy? Nó đang tụt xuống rồi. Không có được. Làm bậy rồi. Không có được vậy là bậy ông rồi. Ông nội này là ông nội bị chi não. Không được. Sao vậy là tao ghét nó nghe. Không có được. Rồi, bây giờ còn gì nữa? Bây giờ nếm là cho biết đây là nước gì. Uống đi, không sao đâu. Đây là cái nước gì? Nước gì? Để quen quen ta. Cái nước gì màu vàng vàng đó. Tăng lực. Ai biết. Màu cũng nè. Đúng không? Rồi quá, đúng rồi, không biết nữa. Thôi qua. Qua ly thứ hai. Cậu Rình nè. Đây, hãy nêm đi thứ hai. Nước gì? Sao? Này gì nó hôi hôi vậy? Thử lại cái lần nữa coi. Sao? Nước gì? Công tử thấy sao? Là giống nước tiểu của hai người quá chứ. Lao tay ơi. Hại tụi con. Tụi đó là vệ sinh, không có làm những cái chuyện bậy bạ đó. Nói cho thằng ta nghe đi. Là nước gì? Nước gì? Đây nước suối. Tầm bậy rồi. Nước là nước hỗn hợp pha tùm lum tà la hết. Ba nước hồi nãy nhà ngươi thấy là bây giờ tháo ra hết rồi đó. Nói chung là đây là vị khách không phải là trong lệnh di nã. Tốt quá. Khách quý. Hồi nãy giờ đây tôi xin lỗi nha. À bây giờ bắt đầu đại khách đi. Dạ. Nãy giờ cũng hành quý khách nhiều quá rồi. Mời quý khách tô cháo. Này gọi là cháo hành. Tại vì hành quá giờ ăn cháo được kêu cháo hành. Cháo cái ghê vậy. Ăn đi, được. Ăn cháo. Mà mày không cho muỗng sao ăn ha. Ăn đi, nãy giờ hành quá giờ ăn cháo được kêu cháo ăn đi. Muỗng đâu? Quán gì kỳ vậy? Có muỗng kiểu gì? Ăn đi. Ăn này xong có nào tôi đổi giới tính không trời? Không có. Đừng có lo. Hay quá, ngon không? Ngon chứ. Chuyện gì mà con khóc vậy? Cha ơi, con mới bị cướp ở ngoài đường á cha. Cái gì? Bị cướp ngoài đường? Dạ, cướp cái gì? Rồi. Cướp cái gì? Nó cướp cái đôi bông của con. Ui, tôi nào mà dám cả gan như vậy? Dạ, cho nó tìm cho bằng được cái tên đó. Phanh thầy nó ra đó cha. Được rồi, để cha tìm. Nhưng mà con phải cho biết đặc điểm nó là cái gì, cha mới tìm được chứ. Ô kìa. Chàng trai này là ai vậy cha? À, trời ơi, đừng thấy đẹp trai cái nhào nhào tới nha cô. Đây là khách quý, khách quý. Ôi vậy hả? À. Cha ơi, cha có thể mời chàng khách quý đó ra đây một chút được không cha? À, dạ, xin phép mời công tử qua cho con gái tôi nó nói chuyện chút. Thấy cái mặt cái cổ giống ông chứ. Cũng phùng á.
không có được dễ thương lắm. Dễ thương thiệt em, mà tin tôi đi, không có gì đâu, không có khùng khùng đâu. Qua đây đi, bỏ áo xuống. Ở cái gì, qua đây là bảy nha con. Đây giới thiệu ông này, ông này là chết lãng xẹt. Chết lãng xẹt ta kêu là lãng tử đó, ông này là chết lãng xẹt. Sao con? Như á là con thấy cái dốc dáng này á hả, xem giống giống như là cái tên cướp cướp con ở ngoài đường á, nhưng mà tại vì nó bịt mặt nên con không biết là phải không này hay không, nhưng mà cái tướng tá thì cũng ngang như vậy đó. Còn có gì giống mà cái gì, cái chiều cao thì con nhớ là giống như vậy đó cha. Cô hả, là không không hãm hại được tôi là cô bây giờ cô đặt điều vô khống hả? Nếu như mà nếu như mà không sợ người ta vô khống á thì anh phải múa võ ra đây đi để tôi coi coi anh phải là người võ công như thế nào. Ủa cô mắc gì tôi phải làm theo cô? Không đúng, đúng rồi, đúng. Nếu đúng mà giờ, không làm như vậy là anh là người một cái kẻ mà đã cướp nhan sắc rồi. Cướp cái đôi tay của tôi ở ngoài đường đúng không? Rồi rồi rồi, rồi. May mà không có má tôi ở nhà đó, có má tôi ở nhà hả, xử đẹp anh hơn nữa. Trời ơi. Đâu, bây giờ con muốn công tử này múa võ gì? Để con nhớ coi. Xa Quyền. Xa Quyền. Xa Quyền. Xa Quyền. Xa. Trời ơi, Xa Quyền kìa. Trời ơi, cái gì kỳ vậy? Rồi, võ gì không nữa? Không phải võ này. Hậu Quyền. Hậu Quyền. Hậu Quyền. Hậu Quyền. Hậu Quyền. Con khỉ Quyền. Trời, con khỉ cũng vậy luôn hả? Thì là kỳ vậy, giống cái này quờ quờ quyền quá, quờ quờ quyền quá hay. Ok chưa? Rồi em u quyền, em mà u quyền mù hả? Múa coi. Chết xác rồi. Gì? Chết xác là kẻ, đúng rồi, rồi tôi nói con bạn nó chặn kìa, cái hình nó kìa, cái hình nó kìa, xe cánh tôi rồi hả, xe cánh tôi rồi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, ai vậy, trời ơi, mỗi lần có chuyện là ông mình có chuyện gì, tất cả dừng tay tự nhiên cái đó đem hình con nội lên chừng lên đó. Có gì quan tới đây vậy? Tại sao, tại sao các ngươi lại hành hung người vô cớ? Không phải là hành hung mà là bắt thủ phạm. Đúng nộp rồi. Cho triều đình. Chàng công tử này đã làm gì mà các ngươi kêu là thủ phạm? Chính hắn đã cướp đôi bông tai của con gái tôi. Dạ, chính hắn, cái mặt hắn còn in trên đây luôn nè. Đúng, chính hắn. Truy nã người giống người đó là chuyện bình thường. Làm gì có chuyện giống? Dạ, thấy người chưa? Hai dùng nước thấy chưa? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Một... Còn Dương Quang hiếp cha con. Người không thấy nhưng ta thấy. Người cua nó trước. Hả? Thấy chưa? Cái chuyện này không chưa? Có chuyện này không? Dạ. Dương Quang. Dạ. Nhìn tôi tét áo tôi ngoài đường chạy về nè. Thấy ghê chưa? Ông cũng nên coi lại cách cư xử của con gái ông. Mê trai thấy sợ. Trời ơi. Dạ. Dục nhã quá. Ta nói cho ông biết. Quốc có quốc pháp. Gia có gia quy. Nếu người ta phạm tội, ông phải đưa lên công đường để xử. Cớ sao lại hành hung người ta như vậy? Bây giờ ta sẽ đưa người ấy đi. Không được, không được. Phải bắt lại. Phải sao? Nó là hung thủ. Chính nó là hung thủ. Đã có đầy đủ bằng chứng, vật chứng đầy đủ. Đã có đến đó chính là hung thủ chứ hả đó. Đúng rồi. Im. Cầm miệng. Có ta ở đây là đại diện cho phủ. Tại sao ngươi lại hành hung hồ đồ như vậy? Trên kia tóc dài hay ngắn? Tóc ngắn. Ở đây ngắn hay dài? Tóc dài. Tóc dài. Có giống nhau đâu chứ? Em thấy quỷ đen làm sao? Vậy thì ai mới là người bị bắt, ai mới là đáng truy nã? Cái chuyện mày bị bắt hay truy nã, gia đình ông cứ từ từ mà tính. Mời công công về triều. Cái gì công công? Hả? Cái gì mà nói? Công công à? Trời ơi. Nào xin mời ông Quang áo đỏ và ông công công áo hường ra đây. Dạ.
Và cuối cùng kết thúc cái tình huống này thì mới biết thì ra cái người đàn ông vạm vỡ này là một không không. Coi như là cái chuyện mà anh ta mà đi giật bông tai của một cô gái rồi đưa cô gái là hoàn toàn không có thiệt. Hèn gì giật bông tai đúng không? Anh cấp giật cái hèn. Như vậy là nghệ sĩ Hoài Linh trong cái vai một vị quan đến đây đã tìm ra được những cái thông tin, những cái chi tiết mà có thể giải cứu cho cái vị thực khách này của chúng ta. Thứ nhất là bên kia tóc ngắn, bên đây tóc dài. Đó, cái thứ hai là ông này là công công, thành ra ông có đi dê gái làm cái gì hết. Một tràng vỗ tay thật to cho nghệ sĩ Hoài Linh cùng với đoàn Thành Tài. Xin cảm ơn hai anh rất nhiều. Dạ, bây giờ thì vào trong chuẩn bị cho cái thử thách sau nha. Dạ. Bây giờ thì quán của chúng ta như thế nào đây? Hả? Bây giờ buổi trưa có một cái vị khách tới làm phiền mình rồi đúng không? Bây giờ làm chủ à, buổi chiều. Vừa rồi thấy rằng đưa ra những cái thử thách coi bộ là chưa có làm khó được những thực khách của mình. Những cái câu hỏi thì thực khách của chúng ta cũng thể có thể dễ dàng giải đáp. Hy vọng rằng cái buổi chiều tối sắp tới đây mình sẽ có những cái chiêu gì đó nó độc đáo hơn, nó mang cái tính vận động hơn, nó làm cho thực khách của chúng ta phải mệt mỏi, thì lúc đó mình mới có thể là xoay chuyển thực khách trong lòng bàn tay. Đồng ý không nào? Đồng ý. Bây giờ chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị những cái gì cần thiết nhất để chào đón vị thực khách buổi chiều tối. Quan Mập cùng tất cả anh chị em trong hội quán Thiếu Lâm sẽ tung hứng nhảy nhót múa hát ca ăn uống quậy quạng nằm xuống đứng lên, làm sao mà khán giả Đài Vĩnh Long tha hồ cười thả ga. Hả, hết nhạc đảng hậu vậy? Không phải đâu, không phải đâu, bởi vì anh nhảy quá đó nhà nó không dám hát nữa. Vậy hả? Dạ, bởi vì sợ sập cái chỗ này đó, nó tắt liền là tin vậy đó. Nghe đồn vô đây được ăn nhiều thứ món ngon lắm mà đi quá thì đi nhịn đói sáng giờ mà có được ăn gì không? Trời ơi anh ơi, nó nghe nó thiệt tình với anh luôn nghe. Bây giờ cái dòng eo anh bao nhiêu là anh biết chưa mà anh cái đồ ăn miết gì không biết nữa. Nó nhỏ thôi, 140kg, 3 vòng cũng 140. Nếu mà nếu mà đại nghĩa mà ôm nhiệt tình lắm mới dám, mà họ mới không có dám đâu, nhìn thấy chưa? Cái này bây giờ đố anh nó làm sao mà vòng tay chạm rốn đó. Sao dễ lắm nè nè. Nó. Đúng không? Rồi hôm nay cái vị thực khách của chúng ta đến vào buổi chiều tối rất là vui nhộn đó, nhưng mà nhìn là thấy cơ bội là cái quán này không đủ thức ăn cho anh ăn rồi đó. Hả? Thì không, anh vô ăn là sập quán người ta đó. Đâu có, anh nghe đồ này có 1000 món lận. Trời ơi, anh ăn 1000 món không đủ nữa anh ơi. Chắc anh ăn thịt luôn công bà chủ quán, may ra mới no đó. Anh Hoàng Mập thân mến, đến với cái hội quán Tiếu Lâm, trong này là một cái quán ăn nó có rất nhiều món ăn để anh lựa chọn nha. Nhưng mà để mà được thỏa mãn cái khẩu vị của anh á, để được có những món ăn ngon á, anh phải trải qua những cái thử thách mà ông bà chủ quán đặt ra. Ông bà chủ quán này là cũng nghiệt ngã ghê lắm. Chuyện nhỏ em, cái gì mình ăn chùa là phải phục vụ, đâu phải ta bưng đồ ăn cái này ăn đi sung sướng vậy. Không phải, phải lao động, phải khổ sai. Nhiều khi rửa chén ta mình được cho ăn cái tô chén đó chứ bộ. Rồi thôi bây giờ nếu như mà anh muốn ăn như vậy đó, thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu vào quán ăn của hội quán Tiếu Lâm nha. Nhưng mà dặn anh là nếu như mà anh thấy cái gì khó khăn quá, nó làm cho anh mệt mỏi căng thẳng quá đó, anh có thể anh cầu cứu. Rồi bây giờ mời anh Hoàng Mập hãy quay về nhìn vào cái cánh cửa này nha. Đây là cánh cửa của hội quán Tiếu Lâm đó. Bây giờ anh làm sao cho nó mở cửa ra, anh đẩy ra được không? Mình gõ cửa đi. Gõ nó không mở đâu. Cốc cốc cốc. Không ai mở đâu. Ai gọi đó? Nếu là thỏ cho xem tai, không phải là thỏ không đâu. Nếu là heo cho xem gì? Cho xem móng. Dạ con heo mập lắm nè, mở ra đi con heo nè. Chắc không được, thấy không? Đó bây giờ làm sao? Cái thử thách đầu tiên dành cho anh á. Làm gì vậy? Kiếm cây búa. Trả thôi 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 thôi. Trời ơi. Bữa nay ngại. Ở với phe đảng tôi là nếu mà đập cửa đi bữa một cái là sập liền đó. Bữa nay gặp khách không chỉ phàm ăn, ham ăn, thích ăn mà bây giờ còn gặp khách bạo lực trong đó nữa. Thôi, cánh cửa của hội quán Tiếu Lâm mở ra tiếp đón vị khách đặc biệt của chúng ta buổi tối nào. Ấn tượng chưa? Xin mời anh Hoàng Mập. Thank you.
vị khán giả đang đến với chương trình Hội Quán Tiếu Lâm. Ôi, hôm nay hội quán của chúng ta đều là một màu xanh thật là đẹp. Cảm ơn màu xanh của các bạn đã tôn vinh màu vàng và màu đỏ của tôi lên. Hôm nay hội quán Tiếu Lâm chắc hẳn là sẽ dọn ra những cái món đặc sản miền cao, miền Tây Bắc, Tây Nguyên gì đây. Thành ra trang phục mới có cái phong cách như thế này. Thưa quý vị, hội quán Tiếu Lâm một ngày mở cửa 3 buổi và mỗi buổi chỉ đón tiếp một vị khách mà thôi. Hơi chảnh một chút xíu đúng không? Nhưng mà bởi vì hội quán Tiếu Lâm luôn có những cái điều đặc biệt bất ngờ dành cho thực khách, cho nên thực khách cũng phải có chọn lọc. Và thực khách nếu như đến hội quán Tiếu Lâm muốn ăn những món ngon thì phải vượt qua những thử thách mà gia đình chủ quán đưa ra. Xin được giới thiệu ông chủ quán Chí Tài và chủ quán Ngọc Lan, cô con gái xinh đẹp Dương Cẩm Linh và anh chàng phục vụ bàn dễ thương Hứa Minh Đạt. Mỗi thực khách đến đây khi mà vượt qua những thử thách, nếu như khó quá thì họ có thể nhờ giải cứu, họ có thể gọi lên trời ơi cứu tôi với, hoặc là 20 vị khán giả đang ngồi đây nhấn nút, lúc đó vị thực khách bí ẩn của chúng ta sẽ xuất hiện và sẽ giúp cho vị thực khách của chúng ta thoát khỏi tình huống oai oăm đó. Còn bây giờ, ôi buổi sáng tinh sương chim hót líu lo, ánh nắng vừa mới chiếu xuống tỏa rạng khắp mọi nơi dễ thương quá, không khí vô cùng tưng bừng náo nhiệt. Hãy cùng chào đón vị thực khách đầu tiên đến với hội quán Tiếu Lâm ngày hôm nay để xem những thành viên trong hội quán này tiếp đãi họ bằng món ăn gì nha. Nào các bạn chuẩn bị nào. Sẽ đưa thử thách gì mà không biết là mình làm có được hay không. Chị Trang cái chuyên nghiệp thì chỉ còn sợ ngồi em đứng đây cái bên chim rung dữ lắm. Cái hai mặc đồ hai bộ đồ đỏ thì chắc vô trọng nó như bưng quả đó, em nghĩ vậy á. Không, cô giao chú rể chắc luôn. À, không phải cô giao chú rể đâu, kỹ không cô giao chú rể được. Đối xong ca. À chắc là đối xong ca. Xin chào. Nào, hai bạn trẻ. Trời ơi, sao mà mặc đồ giống như là cô dâu chú rể quá vậy nè, phải không? Em cũng không biết nữa, chắc cái này phải cô dâu chú rể mà lên quay clip á. Lên quay clip, ai cũng biết Yến Trang là một ca sĩ rất là nổi tiếng, được các bạn trẻ yêu mến nè. Rồi Trịnh Tú Trung cũng là một stylist rất là nổi tiếng hiện nay. Nhưng mà không hiểu tại làm sao, bình thường thì thấy hai bạn là hợp tác với nhau trong công việc thôi. Tự nhiên bữa nay là mặc một cái bộ đồ mà dễ gây hiểu lầm như thế này. Chắc có lẽ là hội quán Tiếu Lâm hôm nay muốn dành cho khán giả một cái điều bất ngờ, cũng như là dành cho các bạn những cái gì nó còn ẩn đằng sau cái bức tường này, đằng sau cánh cửa này.
Vậy thì hai bạn hãy chuẩn bị tinh thần nha. Nào bây giờ thì chúng ta hãy cùng chào đón Yến Trang và Tú Trung đến với hội quán Tiếu Lâm. Dâu coi giờ mà hai đứa bay nhỡn nhơ quá. Dạ em chào anh Hoài Linh. Anh ông nội mày, tao chú mày đó. Ê tiền, tới giờ rước dâu rồi, ba mày coi giờ mà. Lên đây con, nhanh. Chứ để ông chửi tao chết à. Đứng vô cái lỗ đó. Đi à. Trời ơi, ta nói cái tai nạn là cái tai ta nít vậy không biết nữa. Khổ ghê à. Có mình tao chèo hả? Xuống đi coi. Xuống, 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 xuống. À, nhà mày mày cũng biết hả? Rước dâu là rước cho mày mà. Bỏ xuống, chú để mang cái dưa guốc rồi vô con. Coi, coi, coi. Đó. Ba con ra kìa. Trời ơi. Đó anh. Đó là tôi đưa con dâu anh với con anh về tới rồi đó. À vậy hả? Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. À, nè, nè, khoan khoan. Hả? À, cái gì cho mướn chiếc ghê là đám cưới luôn được không? Ui, đồ hàng xóm láng giềng. Cho mượn, cho mướn cái gì? Tôi chuyên môn làm từ thiện mà mướn chứ em, anh nói vậy mất tình cảm anh em hết trơn. Thôi đây, đây, anh muốn mượn tôi để lại cho anh mượn. Cái gì? Tôi gì à? Cho mượn hả? Ờ, à, cho mượn không à. Rồi anh về bằng cái gì? Tôi bơi gì à? Anh trả tiền bơi cho tôi thôi. Ừ. Tiền bơi tôi lấy 10 triệu. 10 triệu cái gì? Chứ bơi 2 cây số biết đâu được nữa chừng là tôi ngủm rồi sao, lấy tiền tao mua hồ. Dạ. Ờ được, 10 triệu bao nhiêu cũng được. Ờ à, vậy tao tâm cuối tôi hoành tráng mà. Cái gì à? Anh cưới lớn. Tôi về trước nha. Rồi 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 rồi. Nè tôi nói được cái này nè, nói cho anh vui. À. Tôi chưa thấy ai mà hàng xóm mà cà chớn với anh đám cưới không mời mà mượn ghe. Đám cắn hơn chân nhỏ này luôn á. Đó. Cắn hơn chân vợ mày phải không? Nó cắn hơn nhỏ này luôn à. Thôi đừng mơ ước gì nha con. Thiệt á. Chú già rồi. Về nha. Về nha, cảm ơn nha. À, vừa đây, vừa đây. Đây, đây. Đây, vừa đây, vừa đây. Bữa nay chú sẽ là người chủ hôn cho hai con, nghe không? Được chưa? Ủa, nãy nãy chú này nói chú làm này bà. Làm ba lĩnh đồng hồ chủ hôn luôn. Ba, không phải chú. Chú gì mà chú, ba mà. Ba, ba. Mời chú rể hay ba cô dâu? Rể. Chú là đúng có ba gì chứ. Chú làm dịch vụ thôi, thấy không? Nói ba vậy cho người ta bớt giá tiền, thấy chưa? À, chú, tôi chỉ là người dịch vụ thôi. À, chú ba. Chú ba giỏi. Được chưa? Chú xin đây. Đây. Kính thưa quý vị, sau đây là lễ đám cưới sẽ được bắt đầu. Đây, chú rể. Cái gì vậy? Chú rể con dâu phải dính nào? Chưa mà chứ. Nó bắt đầu. Ông nói mở ra nha. Mở ra. Làm lễ. Hè. Cho dù sau này có sóng gió gì đi nữa, thì chú rể cũng sẽ hứa tay nắm chặt tay cô dâu Yến Trang chứ. Qua đây, qua đây. Ta kêu hứa thôi. Dâu, Yến Trang. Dạ. Cho dù sau này có chuyện gì đi nữa thì cũng đi với cùng chú rể tới cuối đoạn đường đời, đúng không? Có chịu hay không? Đi cùng cuối đoạn đường đời nha. Chịu nha, hứa hả nha. Rồi. Đi, hứa rồi giờ khoan, đi. Khoan, khoan. Chứ chắc cái gì vậy? Tôi là chủ hôn mà tôi cãi hoài. Đây nè, bây giờ trước khi tao nhận cưới, chúng ta sẽ làm một cái thủ tục đầu tiên, đó là uống rượu. Trước khi uống rượu, chúng ta hãy khiêu vũ một vũ điệu mà tất cả đám cưới nào cũng đều nhảy. Đó là một bài hát điệu van thật là tình tứ lãng mạn. Có chịu không? Điệu van à? Điệu van. Đám cưới nào cũng nhảy à? Đám cưới nào em cũng tưởng nhảy. Đâu đám cưới nào người ta cũng nhảy chay cha chứ đâu phải van. Không, chay cha là điệu cuồng nhiệt quá. Đây là đám cưới nhà quê mà nó nhảy điệu van, thấy không? Cho nó tình tứ lãng mạn, cho nó sang trọng, hiểu chưa? Rồi, bắt đầu. Hãy ôm nhau.
Nếu mà nhảy á thì nó bình thường quá. Sẽ dùng cái môi để giữ cái ly rượu tình yêu này không được đánh rơi. Hai người hãy dùng môi giữ ly này lại. Ở bên kia đó, cái này ly mướn nhà tôi mà. Đừng làm vậy, tội nghiệp cho nó. Chị sao? Chúng bà kỳ. Lấy ly này nè. À, đó, ly không cho nó nhẹ á. Đâu, đâu, đâu. Dạ, đừng có áp. Thôi đây đây, về đi, để tôi làm cái gì mà. Cảm ơn. Ông ơi, cháu quên. Ngậm cái xíu thôi, ngậm cái gì ngậm cho cố sáng. Chà, chiều cao cũng khó quá. Mày lùn xuống coi. Đó, giỏi, bắt đầu. Đi vô. Rồi, 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 hay quá. Bây giờ là cái này là xong rồi đó. Quá giỏi, giỏi. Đây, bây giờ tới cái phần cắt bánh. Đây, đây, mỗi người cầm cái dĩa. Đây, cầm đi. Cắt bánh nha. Đây. Wow. Rồi, cầm đây. Ừ. Đó, kìa. Sao đám cưới này khác, đám cưới người ta quá vậy chú ba? Ơi, lạ sao không lạ, tôi mà tôi hú hôn mà. Rồi, bắt đầu. Bây giờ hai người hãy rút bánh cho nhau ăn nha. Wow. Ừ. Nhưng mà đặc biệt, không có chỗ này khác đó chứ. Wow. Đây. Hãy cho thêm thờ phần tình tứ, bịt mắt lại. Wow. Sao? Thấy không? Rồi. Cưới gì mà hả? Kỳ cục lạ đời. Bắt đầu nha. Sao? Ngon không? Ngon. Ờ, hay quá. Ngon. Hay quá. Trời ơi, cái này đưa cái khăn gì mỏng quá. Ta bỏ đi. Rồi, xong rồi. Xong rồi. Giờ tới phần uống rượu nha. Qua đây, tôi để qua đây. Vua bố. Rồi. Rồi. Vô tôi về đây luôn. Bỏ uống ra. Chuyện mới lạ chứ đám cưới tôi làm phải lạ. Bây giờ cô cho chú rể cùng nhảy tới đây để lấy rượu này uống cùng. Bắt đầu. Nhảy là phải nhảy. Ủa này cái này là nhảy mà. Bỏ trước. Thay đổi ý kiến rồi, không nhảy nữa. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Lên đây. Bắt đầu. Vui nè. Rồi, uống đi. Bọt lưng như trời. Lấy tiền cưới cao quá trời mà bà đỏ rượu gì kỳ cục. Đứng gì đây, đứng gì đây. Tốt quá. Nó vượt qua được ba chặng rồi. Bây giờ tôi chính thức tuyên bố hai người trở thành vợ chồng. À. Ai dừng tay? Ai cho tổ chức cái đám cưới này vậy? Cái gì? Tao mới hỏi mày nè. Sao? Mày là người làm tao, tao đang làm đám cưới mày vô mày quậy hả? Quậy gì? Con phải ngăn cản cái đám cưới này. Con lúc trước con là người làm của ông chủ là khác. Nhưng bây giờ khác rồi, lúc trước con nghèo khổ con ở đợ. Nhưng giờ khác con tỷ phú rồi. Cái? Mày là tỷ phú? Mày có đâu có quyền phá cái chuyện làm ăn của tao? Được thôi, thường con là tỷ phú bây giờ con giàu ngang ngửa cơ ông. Hồi xưa con nghèo con còn khe khe ông. Đừng có phân biệt người ta giàu nghèo sau khi cái giờ sổ số nha. Ông chưa sợ hả? Con mới trúng số khác rồi. Thấy quần áo mặc không? Toàn đồ hiệu, đồ bên tay không nè. Nón tay nè. Cái này của tay nè, miền tay nè. Áo nè. Là của Tây Ninh nè. Của dài nè. Là của Tây Tạng nè. Đó, đầy đủ hết. Bây giờ phải ngưng cái đám cưới này liền.
Tại sao? Ông tránh ra đi. Chuyện ông tổ chức chuyện khác, chuyện của con chuyện khác. Đây đây đây. Nè cái gì không có nè, Trang. Xem đối xử với người yêu anh như vậy vậy. Em mới là người yêu của anh mà. Đúng như vậy, em là người yêu của anh. Mà tại sao lại tổ chức đám cưới một người khác là sao? Hả? Anh nói, tên đi. Anh nói anh là người yêu em. Đúng mà rồi. Anh không nhớ đây là ai sao? Đây là ai? Trời ơi trời, đây là ai? Chồng tương lai của em hả? Người yêu em mà không nhớ đây là ai? Chồng tương lai của em hả? Người yêu em kiểu gì vậy? Em đám cưới là bây giờ thằng này là chồng tương lai em chứ đây ai? Đây là Trịnh Tú Trung, anh có nhớ không? Trịnh Tú Trung gì? Em là Trịnh Yến Trang, anh có biết không? Anh biết, em của em là Trịnh Yến Nhi luôn. Vậy đó là Trịnh Tú Trung nè. Sao? Em là Trịnh Yến Trang, đây là Trịnh Tú Trung, anh không nhớ nào. Là ai? Tự nhiên bây giờ em cưới người ta. Nó là Trịnh Tú Trung nè, đứng lên. Nó là cái gì? Nó là em của em, mới rước nó ở chạy điên ra đó. Cái gì? Trời, nó bị điên hả? Nó bị điên mà sao nó khôn quá vậy? Nó biết nó cưới muốn, người. Nó muốn cưới một người cô dâu từ lâu lắm rồi, cho nên nó mới bị điên như vậy. Trời ơi là trời. Trời nó ơi nó khôn quá vậy. Tụi ơi con ơi. Trời ơi. Má mày đi kiếm mày quá trời kìa con ơi, đi về con. Đi đâu vậy? Đi về, má mày kiếm mày quá trời kìa, đi con, đi con. Thôi không chơi cái này nữa đâu, hết vui rồi. Thôi. Chị này đẹp hơn hả? À. Đi về chứ hút đi nha chưa. Thôi đi, đi. Ông á, ông bê tiền tổ chức ba cái vụ này, chúng tôi vô tôi phụ ông nha. Đi chết con. Chết kìm, bơi vô. Thấy không? Tội nghiệp nó chưa? Em thấy tội nghiệp nó chưa? Em cứ làm cho nó ảo mộng làm chi vậy? Buổi chiều của đứa em bị khùng mà nó muốn đám cưới mà cũng tổ chức đám cưới. Nó bị hoang tưởng, nó mới vô bệnh viện điên đó anh. Trời ơi, tội nghiệp nó chứ. Em đừng có, em đừng có ảo nó tưởng như vậy. Em mới làm như vậy với nó. Đồ bỏ đi, nếu nó bị khùng cho uống thuốc. Bây giờ giải quyết mà giờ tình cảm của sao? Mình. Mà giờ anh sao? Anh giờ tỷ phú rồi đúng không? Đúng rồi. Tỷ phú mà anh trúng đài nào vậy anh? Anh là trúng là như là tất cả các đài luôn. Hồi chiều anh mới mua tất cả đài trúng hết luôn. Giờ thành tỷ phú rồi. Anh báo tin mừng cho em luôn. Hai đứa mình đã có một giọt máu 2 tháng rồi. Hả? Cô hởm hai đứa mình đi đó em không nhớ hả? Đi khám đó em la. Em la em có gì khó chịu trong người thèm chua. Anh nhắc em đi khám. Ủa, đó em nhớ là em uống thuốc mấy năm nay mà sao có bầu được vậy ta? Em uống thuốc gì? Hả? Cái gì? Em uống thuốc ngừa thai mấy năm nay mà. Ờ vậy hả? Chết rồi, vậy là cái này là của vợ anh rồi. Chết rồi. Không được. Không giờ chuyện nó đổ bể vậy rồi. Thôi được rồi, sẵn ba em nói để ba mặt một lời anh về tự thú với vợ anh luôn. Em ơi sao vậy? Này, sao vậy? Em không hiểu gì hết. Hả? Sao vậy chứ ba? Trời ơi, hỏi xuống biết gì là sao? Thôi giờ vậy, giờ sẵn đi. Ba mặt một lời nói thẳng luôn. Giấy này là thiệt tình, là giấy anh hai của vợ anh. Anh thật ra anh yêu em mà anh có vợ lâu rồi. Bây giờ anh cũng yêu em thiệt tình nữa mà bây giờ không biết giải thích cho vợ anh nghe sao. Bây giờ thôi đây hai người nói chuyện nhau đi. Thật cô bước qua đây cô nói chuyện với tôi coi. Thu đến tay giùm tôi một cái. Lỗi tôi hết. Rồi lỗi anh hết, bây giờ anh nhận hết đúng không? Bây giờ là anh cũng yêu em mà anh cũng yêu vợ anh nữa. Mà bây giờ hai người nói chuyện với nhau đi. Hai người phụ nữ nói chuyện với nhau đi. Chồng của tôi ảnh nói á là cô dụ ảnh à, rồi cô muốn làm vợ của ảnh có đúng không? À ảnh nói vậy á hả chị? Đúng. Cái anh ra giải thích đi anh. Cái gì vậy? Anh ra giải thích đi. Sao đó? Ờ thật ra tôi nói em là tôi yêu Trang, nhưng mà lỡ cưới em rồi mà lỡ có bầu vậy anh hơi trách nhiệm, anh cũng yêu em nữa thì bây giờ em lựa cách nào đi? Nếu mà em mà làm căng mọi chuyện quá Trang bỏ tôi thì là tôi sẽ bỏ em đó. Em tự suy nghĩ đi nha. Tôi nhớ là tôi quen anh trước và anh nghèo quá, anh không xứng đôi với tôi cho nên tôi đã đá anh trước mà sao tự nhiên giờ anh đem vợ anh đến đây nói là anh có vợ rồi, anh quen với tôi, anh yêu tôi, anh muốn bỏ tôi. Cái gì vậy? Hồi nãy em mới vừa nói hai chúng ta yêu nhau mà. Rồi xong rồi em nói là em không có thể nào. Trời ơi. Chú ba làm chứng giùm con cái nha. Em hãy giải thích cho anh đi. Có phải là chú ba hả? Hồi nãy đứng là ảnh nói là ảnh bây giờ là hồi xưa ảnh nghèo, bây giờ là ảnh thành tỷ phú tỷ số rồi. Ờ đúng rồi. Thôi con bỏ ảnh là tại vì ảnh nghèo, con bỏ ảnh. Bây giờ không có giải thích gì nữa, thôi nè chú. Chuyện của gia đình ta chú đừng xen vô nha. Tôi đá anh vì anh nghèo mà, thôi anh đi giùm tôi một cái đi. Tháo chở vậy ta? Chánh nhà. Chuyện gì xảy ra? Chánh nhà. Bà chú. Con gì vậy? Con lâu quá không gặp gì nhớ con quá con. Dạ vậy tên trời, gì vậy? Con dễ thương gì đâu luôn á. Con nhớ gì hả? Dì nhớ con. Con ơi, con là
một con nợ mà nó dai như đĩa vậy đó cô. Trời ơi, mang tiếng giàu có gì thiếu nợ người ta vậy sao? Muốn nợ qua đây hả? Mày nghĩ sao vậy hả? Mày nói với tao là dì ơi dì, má con bệnh nặng quá dì ơi, em con 4-5 đứa nó phải đi học, con hết tiền rồi, dì cho con mượn một ít tiền, con cho má con mổ, con cho em con nó đóng tiền học phí. Tao thương người quá mà, tao hiền quá mà, tao lành quá mà, tao cho mày mượn. Bao nhiêu tiền trong nhà tao móc ra tao cho mày mượn hết. Tưởng sao mày đi qua đây, mày làm đám cưới mà mày tới một cái dịch vụ đám cưới mà đắt đỏ nhất cái vùng này, mày tính chơi nổi hả? Trời ơi, là trời. Con xin lỗi gì? Lỗi phải cái gì? Con xin lỗi gì, con biết lỗi rồi. Con biết lỗi rồi. Con biết lỗi là con làm đám cưới lớn như vậy mà cũng không mời gì là con có lỗi. Mà gì có biết không? Hồi nãy á hả? Anh này ảnh ăn hiếp con dữ lắm. Bây giờ dì đứng ra dì binh con trước đi. Con nợ lớn nhất của con là anh này nè. Bây giờ nếu dì đòi được tiền của anh này, ảnh là tỷ phú rồi, dì đòi được tiền của ảnh thì là con sẽ lấy tiền của con trả. Nhưng mà cho em có yêu anh không? Nếu anh yêu em thì anh trả tiền cho em để em trả cho dì của em đi anh. Nè, nè, khoan đã, khoan đã. Tự nhiên anh yêu em mà em không yêu anh trả, anh đâu có bị khùng. Đúng rồi. Nhưng mà anh khùng. Anh đã thiếu nợ tôi thì anh phải trả tiền cho tôi. Bây giờ hả dì, tôi đòi tiền tôi nè. Con nợ luôn hả? Thôi bây giờ anh trả nợ cho tôi đi, tôi sẽ yêu anh. Thiếu nợ gì em? Thiếu nợ gì vậy? Tỷ phú mình thiếu nợ gì? Tỷ phú mình thiếu nợ. Bây giờ mới ai nợ ai chứ? Bây giờ nhờ ông thanh toán cái tiền đám cưới. Bữa nay là chi phí tất cả là 100 triệu đó. Trời, cuối cùng là thiếu hai người luôn. Người này 100 triệu, người này 100 triệu là 200 triệu. Trời ơi, nặng dữ vậy trời. Trời ơi, đâu có thiếu bây vậy? Giờ làm sao cô có thanh toán tiền tôi đi? Trời ơi, trả tiền cho người ta. Trời ơi, trời, trả tiền cho người ta. Trời ơi, trời, 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 trời. Trời ơi, nên giới thiệu cái mối gì mà kỳ cục vậy? Khóc rồi, khóc rồi. Tiền đó mà trả tiền cho tôi. Giới thiệu cụ Loi, tôi chở giùm thao, tôi chưa lấy tiền mà. Tao nói trả 10 triệu tiền tiền bơi đây cho tôi. Tiền bơi gì? Tôi 100 triệu tôi còn chưa lấy được. Bây giờ tôi nói với anh nghe nè, ham hố gì mà làm đám cưới cho to. Anh cũng vẽ ra cho ai? Anh làm mai làm mối rồi anh vẽ ra cho người ta, làm đám cưới cho lớn lên, đặng cho nó thiếu nợ. Biết bao nhiêu cái đám cưới như vậy rồi, mặt mũi làm chi? Có nhiêu làm nhiêu. Ở quê mà mày đặt bài vẽ ra làm tùm lum tùm la ra 200-300 triệu cái đám cưới. Đám cưới xong về nó thiếu nợ, rồi nó trả nợ được chừng nào vợ chồng nó mới khá được. Bả đòi chứ cứ đòi gì đòi ác ông vậy con hả? Mày làm cái đám cưới miễn sao vợ chồng yêu thương nhau, sống như nhau suốt đời là được. Làm lớn làm nhỏ không quan trọng. Thấy không? Được chưa? Được. Bây giờ mà làm cái đám cưới hết nhiêu? 100 triệu. Đám cưới hết 100 triệu. Thiếu nợ đây 100 triệu. Tổng cộng 200 triệu chứ gì? Trời ơi, tưởng 200 triệu to tát gì? Ăn thua gì? Qua đây tao cho mượn triệu. Gì? 100 triệu, mượn triệu đủ tiền cả. Lành chanh. Sao mà nói lần nào cũng yêu đi. Đùa qua gì cho nó tát. Học trời, cho mượn triệu làm gì? Rồi đặng nó đi về Sài Gòn, nó về nhà chồng nó đó. Sao nhà chồng nó khá giả lắm, về trển lấy tiền xuống trả tiền nợ đi. Bơi 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 về, bơi về, bơi về. Nhớ đi nha. Trời ơi, tính qua đây dự đám cưới, bơi qua dự đám cưới mà coi bộ cái đám cưới không thành phải không anh? Cái gì nữa? Buồn buồn lắm. Thôi đừng có buồn nữa. Đám cưới tuy không thành nhưng mà nãy giờ đó là bà con cô bác cũng cười cũng vui nhiều lắm. Thì xem như tiếng cười á nó bù lại cho tất cả những cái nỗi buồn mà nãy giờ gia đình chúng ta gặp phải vì cái chuyện rắc rối thiếu tiền thiếu nợ này. Xin mời cô dâu Yến Trang, Trịnh Tú Trung và anh Hoài Linh. Bơi gì nữa, bơi khổ quá. Thôi không có buồn nữa, cười, cười lên coi. Cười lên, đó. Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã xem qua một cái tình huống giả định về cái việc mà đám cưới mà hơi bị phung phí trong cái việc chi tiêu. Chính vì thế đây cũng là cái thông điệp mà chương trình cũng mong muốn gửi đến tất cả quý vị khán giả. Liệu cơm gắp mắm đó là cái điều mà quan trọng nhất phải không ạ? Cứ tưởng tượng đi, sau đám cưới mà bây giờ phải cài ra mà trả nợ thì mệt lắm đúng không Yến Trang? Yến Trang có nghĩ như thế không? Nếu như mà cái hoàn cảnh chúng ta, cái điều kiện chúng ta không cho phép thì Yến Trang có giống như cái nhân vật cô dâu trong cái tiểu phẩm này hay không? Nếu như mà đám cưới
cả hai bên, hai bên cô dâu chú rể đều vui, đều hạnh phúc và tình cảm, thì em nghĩ đó là một cái món quà lớn nhất. Nếu như mà phung phí quá sau đám cưới mà hai người phải đau đầu phải suy nghĩ trả nợ như thế nào thì nó không còn là hạnh phúc của đôi bên nữa. Đúng như thế, thưa quý vị, đó cũng chính là cái ý nghĩa câu chuyện mà chúng tôi gửi gắm đến tất cả quý vị trong cái buổi sáng ngày hôm nay tại hội quán Tiêu Lâm. Một tràng vỗ tay thật to dành cho ca sĩ Yến Trang và Starlet Phương Trung. Thôi giờ anh Hoài Linh chèo đò hay là đưa hai bạn này bơi về đi. Vừa rồi là hội quán Tiêu Lâm của chúng tôi, với một cái không gian ở một cái miền quê, với dòng sông, với con đò, với bến nước và đám cưới trên sông, những hình ảnh rất quen thuộc của người dân miền Tây Nam Bộ. Còn bây giờ không biết buổi trưa chúng ta sẽ chào đón thực khách với một cái phong cách như thế nào đây, tiết lộ được không? Thôi tiết lộ gì, chưa tiết cái tục mà bị lỗ mà mấy trăm triệu thì là tiếp tục bí mật nữa đúng không? Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ xem vì thực khách buổi trưa đến với hội quán Tiêu Lâm sẽ đến với một không gian như thế nào nha. Chuẩn bị đón chào vị khách buổi trưa. Cứ chuẩn bị đi. Em cho anh hỏi đây phải là phim trường cái game hội quán Tiêu Lâm không? Bây giờ Ngọc Tưởng đã có mặt tại phim trường. Hôm nay có tới hai tráng sĩ, có tới hai tráng sĩ đến với hội quán của chúng tôi. Hai bạn là ai? Em nghĩ chắc em là tướng lĩnh hay là cái gì đó. Còn bên đây thì sao? Vua. Vua. Vua mà bị cận thị á. Kệ ta, vua cũng có tật được vậy. Ủa, vua không có tiền đi mổ mắt hả? Thích vua vậy anh? Vua thích em ăn kiếm. Mà nó nghe nè, sao vua môi thâm dữ vậy? Chắc nãy ăn trái chăm á, nó bị thâm. Ăn trái chăm cho nên nó bị thâm. Thiệt ra tôi cũng chưa biết hai bạn là nhân vật nào khi đến với cái hội quán Tiêu Lâm này. Tất cả mọi cái nó còn nằm đằng sau cánh cửa của chúng ta. Hy vọng rằng khi hai bạn bước vào hội quán của chúng tôi thì hai bạn sẽ được thưởng thức những món ăn ngon, cũng như là sẽ có được nhiều điều bất ngờ thú vị. Là món ăn bất ngờ chứ hai? Không biết, không có nói trước được. Thường là bản thân tôi cũng chưa biết đâu, vào trong đó đi rồi lúc đó mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nào xin mời hai tráng sĩ quay mặt lại và hội quán Tiêu Lâm mở cửa ra nào. Chào mừng hai vị sơn thần quỷ quái đến đất nước xa xôi của xứ sở xa lắc. Ai là sơn thần, ai là quỷ quái? Hả? Đây chắc là sơn thần, đây chắc là quỷ quái. Cảm ơn hai người đã tới dự cuộc thi tuyển phò mã để lấy được công chúa con gái của ta. Hai người phải trải qua một cuộc thi. Đề thi sẽ do hoàng Hoàng thượng, hoàng hậu nãy ăn thanh long, còn dính với hậu thanh long trên... Không, đây là ruồi chiên của hoàng hậu của ta một, đó. Một ruồi cặp đó. Là đứa con à. Tưởng đâu ăn thanh long bị dính. Thôi được rồi. Như hoàng thượng đã ban chiếu chỉ cuộc thi tuyển phò mã, thì nếu như các khanh vượt qua được cuộc thi, các khanh sẽ được hoàng thượng cho làm thái giám. Cái gì? Phò mã. Lộn, văn này của ông mà ông kêu tôi nói đi. Trời đất ơi. Nếu như các khanh vượt qua được cuộc thi thì các khanh sẽ được hoàng thượng gả công chúa cho. Các khanh đã sẵn sàng chứ? Hoàng thượng cho thấy mặt công chúa trước được không? Đúng rồi. Thì đi rồi dắt công chúa ra, ta đẹp vậy thì dĩ nhiên con ta phải đẹp hơn rồi. Lỡ xấu khỏi thì không mất công. Nên nhưng mà yên tâm, công chúa đẹp hơn hoàng hậu nhiều. Bây giờ cái gì chứ lỡ xấu em lấy thì sao giờ? Thề công chúa đẹp đi. Người ta xấu nhưng mà người ta giàu. Thôi của em phượng và bẩm hoàng hậu. Có khách rồi, dạ con xin phép đi vào. Đứng lại đi.
Trong cung của ta mà nhà ngươi muốn đi đâu là đi hả? Đâu phải cái chợ, không có phép tắc gì hết. Ôi, ra đây thi đi. Mình thi á là mình phải vô đây, mình phải giữ đúng phép tắc, không được đi tới đi lui. Đức vua hoàng hậu la đó. Ê, ê, đi qua kia đứng đi. Đứng chỗ đó thi cũng được vậy. Mày tới lúc này tao dòm được rồi nè. Ta sẽ đọc thể lệ cuộc thi. Và dĩ nhiên cuộc thi nó sẽ có nhiều vòng. Và đây là vòng thứ nhất. Như các khanh cũng đã biết, ông bà ta thường nói: nam thực như hổ, nữ thực như miêu. Và vòng một là vòng thử thách cái chuyện ăn uống của các khanh. Ở đây có hai đĩa thức ăn. Các khanh phải ăn hết hai cái đĩa này. Nếu như người nào mà hoàn thành trước, người đó sẽ được 10 điểm. Người về sau sẽ được 5 điểm. Ta xin được giới thiệu hai món ăn. Món thứ nhất, ngọc châu đẫm lệ. Món thứ hai là lòng lan dạ sói. Là sao ăn đi rồi biết. Cuộc thi sẽ được chính thức bắt đầu sau khi ta đếm đến số thứ 3. 1, 2, 3. Nhanh quá hả? Đếm từ từ. Trời ơi, bắt đầu. Ai mà về trước là được 10 điểm nha. Về sau là vô 5 điểm rồi nha. Bay tính hùng với nhau hả? Dạ, chơi đi. Uống nguy hiểm nha. Chơi quá. Cái gì vậy? Mày cái gì vậy? Giờ áo bào nóng bào của ta hết. Còn nghĩ mệt đúng không? Ta là ta biết nhà ngươi không có thích ớt. Biết mà. Để lấy trên miếng nước cho uống. Nước đâu rồi? Đây, ngươi cần không? Được chưa? Xong chưa? Rau nước mũi à. Chia cho hình 6, 3, 5, 7 đi. Đừng thi nữa. Ai gần chết là ăn hết, không có nhiều. Yêu ra đi. Rồi, gã. Cái gì? Chưa hoàn thành xong cuộc thi. Sau khi đã hoàn thành xong vòng thi thứ nhất, các khanh sẽ đến với vòng thi thứ hai. Đây là vòng thi thử sức mạnh. Chưa nói hết được có mừng. Gặp vua hoàng hậu này nhìn mặt hiền chứ ác lắm. Ở đây ta có hai đồ dở. Lấy ra mình. Nhiệm vụ của các ngươi là sẽ mang vớ vô. Sau đó sẽ dùng ngón chân để tháo vớ ra. Đơn giản nhẹ nhàng thôi. Dễ ợt. Mang vớ vô tay. Vô chân. Vớ là để mang vô chân. Ngoài mang vớ vô tay hết. Mà mang vô tay hết á. Cởi giày ra. Để vô đi. Không, cái gì? Cứ tự mang. Giỡn mặt ha. Mang vô đi. Mang vô. Rồi, xong chưa? Lấy tay tháo nè. Ê, lấy ngón chân tháo. Rồi nè, giơ hai chân ra đây nè. Cho người ta coi, người ta thấy nữa chứ. Được chưa? Nè. Rồi. Ngươi để vậy, ngươi gọi. Làm miễn đâu có hai cái chân thôi, một chân, hai chân nè. Vậy được rồi. Nó trả treo dễ sợ luôn tao ơi. Mày mà lấy được con tao thì mày làm con rể tao đó nha. Chứ không phải làm ông nội tao nha. Rồi. Cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu sau khi ta đếm đến số thứ 3. 1, 2, 3. Bắt đầu. Ai mà chạy trước được 10 điểm. Rồi, 10 điểm. Mới 2 vòng là mới phải 2 vòng thôi. Ai hơn là gã liền đi. Còn nữa con ơi, trời ơi, lấy vợ đâu có dễ. Vợ đẹp nữa. Giờ sao? Có mang dài vô nữa không hay để chân không thi tiếp? Muốn làm sao mà muốn à? Để chân không cho nó mát. Sau khi kết thúc vòng thi số 2
thì tỷ số hiện tại đang là 1-1. Cái gì 1-1? Cái gì 1-1? Cái gì 1-1? Ăn gian hả? Bộ bộ làm vua muốn ăn gian, ăn gian lúc nào cũng được hả? Ai biết ở chổng kêu 1 điều thì ngoài đây nó 1 điều thôi. Ở chổng ai? Thầy dám kêu hả? Thầy dám kêu 1-1 hả? Bây giờ có thi nữa không? Ở rồi thi. Vòng 3 nha mình. Rồi vòng 3 đi. Cái gì là 1 điều rồi hả? 1 điều rồi. Ta muốn cho sao ta cho kệ ta. Sau khi kết thúc vòng thi số 2 thì tiếp tục sẽ là vòng thi số 3 chứ không phải là vòng thi số 4. Thì phải theo thứ tự nha. Dạ biết. Ừ. Vòng thi này được mang tên là hỏi nhanh đáp nhanh. Điều kiện đặt ra là mỗi khanh sẽ mỗi người sẽ cầm một chiếc vòng. Không phải là vòng đeo đâu, không phải cẩm thạch đồ đâu nha, đừng đi tìm. Mà là vòng để lắc. Hiểu không? Nhiệm vụ của các khanh là vừa lắc vòng, vừa lắng nghe câu hỏi của ta đặt ra và phải vừa trả lời một cách rất nhanh, gọn, lẹ. Ai trả lời được nhiều, nhanh, gọn, lẹ thì người đó sẽ được 10 điểm, người về sau sẽ được 5 điểm. Xin nhắc lại tỷ số hiện giờ là 1-1. Vòng thi sẽ được bắt đầu sau khi ta đếm xong tiếng thứ 3. 1 3. Anh nhớ 3, đang thi nhớ 3. 2 3. Lắc đi con. Hỏi đàn ông và con trai khác nhau chỗ nào? Là một người là con trai, người là đàn ông. Sai rồi, con đàn ông nghỉ trên cây, con trai dưới nước. Đàn ông á, đàn ông á, nguyên một đàn ông vậy nè. Còn con trai tại sao dưới nước là hiểu rồi đúng không? Đúng không? Khỏi đừng giải thích nha. Quay con. Trò gì đàn ông ơi. Thôi nó lớn ngoài cho nó thua đại nha, con vua là gã đi. Mày im đi, chút tới mày giờ. Rồi, quay đi. Trò gì càng chơi càng ra nước. Quay. Trò gì càng chơi càng ra nước. Quay đây. Mày lắc đi chứ mày đừng có quay như vậy. Thế nào? Trò gì? Quay. Mày đi mà tao mệt quá. Rồi, mất rồi. Trò gì đúng hỏi vậy? Chơi cờ. Ha, đúng rồi. Đánh cờ ra nước, cờ đó. Câu hỏi số 3. Quần nào rộng nhất? Quay con. Quần nào rộng nhất? Cái này biết. Mày biết quần nào? Mày biết quần nào rộng nhất không? Biết. Quần gì? Quần chúng nhân dân. Hay quá con ơi. Dân ông vua. Dân ông vua ra. Nhưng mà cái câu đó của thằng này chứ không phải con. Vua ơi, nghi quá, mua đề trước rồi. Con số 4. Vua gọi hoàng hậu bằng gì? Bằng gì? Để lên. Gọi bằng cái miệng. Ông mày. Ông mày. Gọi bằng cái miệng chứ lẽ gọi bằng cái lỗ mũi. Bằng miệng hả? Trời. Hay quá, đúng rồi. Đúng rồi, câu thứ 5. Câu này khó nè. Gì? Bệnh gì phải bó tay? Quay lên. Quay. Bệnh gì thằng đi bó tay? Ờ, chưa không được, phải bó tay. Bệnh năng y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107
Nè, đất nước của ta, tất cả con người và tất cả mọi chuyện nó đều đơn giản. Thôi được rồi, ngươi đứng nghĩ lại đi. Mọi chuyện đơn giản thôi, đừng nghĩ mọi chuyện phức tạp. Rồi rồi, rồi. Đứng đây. Tới Khanh, đứng lên. Nãy cho ăn cái gì sao giờ đang muốn đau tử ghê luôn, cái việc ác ghê. Dạ con gái mà mệt quá. Chưa? Rồi, hỏi đi rồi quay. Câu hỏi đầu tiên. Cái gì? Nắm không được, chặt cũng không được. Quay. Quay. Quay nha, quay nha. Quay nha. Cái gì nắm không được, chặt cũng không được? Câu trả lời là không biết. Sai rồi, sai rồi, khỏi quay nữa. Là nước. Trong tất cả các loài động vật có vũ, con nào không có nhảy được. Quay, quay, quay. Ê, lắc, 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 lắc. Con cái nhồi, cái heo gì đó. Lắc bụng, lắc bụng. Lắc bụng, lắc bụng. Lắc bụng không biết. Không, lắc bụng là không được tính câu này rồi, thua. Nè. Trả lời. Bây giờ trả lời không? Hả? Trả lời. Trong tất cả các loài động vật có vú, con nào không có nhảy được. Quay, con voi. Đúng rồi, hay quá, chúc mừng. Câu hỏi thứ ba. Cái gì càng tức người ta càng biết? Quay. Quay. Bí mật hả? Phải bí mật không? Không, không, không. Bí mật tốt cả đời không mất tiêu luôn á.
quay càng có càng biết, tao đếm nha, tao đếm nha. Một hai ba hết giờ. Gì trả lời đi Hoàng Hậu. Cất nhà. Rồi tiếp tục Hoàng Hậu. Cất cái nhà chà ba lửa là người ta phải biết rồi, thấy không? Bắt đầu. Xài nhà. Còn kế tiếp. Thôi mệt không hỏi nữa. Thôi thích hỏi nữa đi. Thôi thích hỏi đi, hỏi nữa mới thắng được chứ. Hỏi gì hoài không biết. Điều nha, điều nha. Cái gì điều? Đúng rồi. Quê. Vua trả ghế này vua. Cái gì kỳ cục vậy? Qua đây. Không, tôi kêu chồng tôi qua đây. Hai khanh đứng ở đó. Trời ơi, lạ quá. Khang Tiến rồi, quê đi cho đỡ Khang Tiến, mệt rồi. Truyền cho đời công chúa gặp con. Kiều em mới vừa đấu Kiều anh đâu, anh về đó. Đã lòng nhèo với tao đó mày. Chào Hoàng thượng. Dạ con xin chào Hoàng thượng. Bà lễ, bà lễ. Thiếp xin chào hai chàng tráng sĩ vạm vỡ. Mình anh à, không cần chào người kia. À, thiếp nghe nói là ở đây có hai chàng Sơn Thần và Thủy Quái. Không biết ai là Sơn Thần, ai là Thủy Quái? À, công chúa lầm rồi, Sơn Quái và Thủy Thần. Đây là Thủy Thần, Sơn Quái. Chẳng hay một trong hai ngài ai muốn lấy công chúa? Đương nhiên là ta. À, vậy hai chàng có mang sính lễ gì tới đây để lấy công chúa hay không? Kể cho ta nghe thử xem nè. Có không? Có chứ. Đâu nói kể ra coi. À, thể hiện tài năng xem nào. Người nào vừa nhảy cái điệu múa nào mà ta có thể cười ha ha ha. Nói chung là ta trong cung này không bao giờ được cười cái kiểu sảng khoái đó. Nếu mà có ai làm cho ta cười được đừng như vậy mày ơi. Thì đi ra đi. Ta sẽ đồng ý. Chị này quá dễ. Sơn Thần thì trước kìa. Thì trước đi cưng. Cười đi công chúa, cười ha. Trời ơi cái thằng này. Nó khùng hả? Cười. Mày cười cái đi cho nó đừng nhảy nữa, tao nhức đầu quá. Thôi, cười đi. Rớt con con nãy vậy. Cười đi. Ta hỏi lại một lần nữa, trong hai người, ai là người cương quyết muốn lấy công chúa nhất? Dạ con. Con điên kia, nãy giờ tao mệt quá. Tao lùng bùng lỗ tai, tao qua mắt tao không để. Mày có khùng không? Mày đi vô kêu công chúa ra đây coi. Xin lỗi hai chàng. Ngựa không hà. Nó nô tì mà nó làm như nó công chúa vậy đó. Ê, gã lấy đồ công chúa. Nô tì hả? Ờ. Hỏi đi không lấy công chúa này, lấy nô tì cũng được. À lấy nô. Thưa phụ thân, vậy thưa phụ mẫu, mới ngủ giọng ca kêu làm gì mệt quá. Đang ngủ giọng mệt muốn chết luôn. Tự nhiên kêu qua đây để cho ta ngủ giọng giác mặt ở đây chi. Mệt muốn chết luôn à. Con bữa nay cái cưng. Bình tĩnh con, đừng có giận. Mình giận. Đàn bà con gái nói chuyện nhỏ nhẹ thôi con. Bữa nay là... Không biết rồi. Bữa nay là có người tới cưới con về làm vợ đúng không? Đúng rồi. Bởi vậy con gan kết thai con nội ở đâu rồi? Đâu rồi? Trốn ở đâu rồi? Trốn ở đâu rồi? Đây con. Chào Hoàng thượng. Chào Hoàng hậu. Dạ chào thần y. Chào công chúa. Hai ông hãy đứng lên đi. Hoàng thượng. Sao? Thần thiết nghĩ một trong hai người ngài không nên gả công chúa cho ai cả. Tại sao? Còn hai ông, một ông là Sơn Thần, lo về
núi rừng, không lo cho cây xanh cây tốt để bảo vệ rừng núi. Một ông không lo cho biển cả sông ngòi, không lo cho cá tôm để cho người dân được sống, lo đi giành người công chúa như vậy. Quả thật ta lấy là thất vọng. Ngày hôm nay ta muốn gặp hai ông để bàn chút chuyện. Hai ông đi theo ta đi. Đi theo ta. Ở đây công chúa nó hại chết đó. Đi đi. Đi. Ông nào lấy hả trời? Trời ơi, sao mày bộ em bộ con xấu lắm hả trời? Không, con đẹp lắm. Con đẹp lắm mà sao nhau mày cứ là sao trời? Biết tại sao không? Sao vậy? Công chúa mà nghe giọng tưởng hoàng tử không? Nó giống ma nữa. À vậy hả? À, bà xin mời hai chàng sơn thần thủy quái ra đây. Anh quay về hôn em hả? Kính thưa quý vị khán giả, chúng ta vừa xem một cái biến tấu của cái câu chuyện thần thoại Sơn Tinh Thủy Tinh qua phần thể hiện của các thành viên trong quán ăn Hội Quán Tiểu Lâm, cũng như là Ngọc Tưởng và Nhan Phúc Vinh. Không biết rằng Ngọc Tưởng và Nhan Phúc Vinh sau cái thử thách vừa rồi mà cái triều đình này đưa ra, các bạn cảm thấy như thế nào? Vinh, em mệt quá. Lúc nào không chịu nhá công chúa ra trước. Nhá công chúa ra đâu có ăn đâu. Trời ơi, đầu tiên là có nhá ra nè. Tại vì hai người tương tước thấy con gái ra là ham hố lắm. Bởi vậy cái gì cũng phải cân nhắc cẩn thận hết trơn á. Thấy cái cô này bước ra đẹp quá mà cứ tưởng là công chúa, ai ngờ chỉ là tỳ nữ của công chúa thôi. Và một tràng vỗ tay thật to dành cho tình huống vừa rồi của Hội Quán Tiểu Lâm. Xin cảm ơn anh Hoài Linh đã giải cứu kịp thời cho hai sơn thần thủy quái. Và bây giờ mời sơn thần thủy quái lui về động nghe. Xin mời. Thưa quý vị khán giả, và như vậy là chúng ta đã tiếp đón đầy đủ tất cả những thực khách của chúng ta vào buổi sáng và buổi trưa rồi. Vẫn còn thực khách của buổi chiều tối. Chúng ta hãy chờ xem thực khách chiều tối mang đến cho chúng ta điều gì nha. Chuẩn bị lại quán của chúng ta nào. Quay lại đi. Hôm nay ngày cưới em, từ ly rượu nồng tơ duyên, và sau để tìm quên lãng, tôi uống sao hết đau thương. Dĩ vãng là bông mây, tự trách mình đừng trách ai. Đời chỉ là một giấc mơ, đời chỉ là một giấc mơ. Hay đó. Ủa Linh, lâu quá không gặp mày à? Ừ. Phải không? Khỏe. Quán xá bán được không? Thấy không? Thấy có móng nào ăn hết trơn vậy? Bữa nay đóng đóng cửa. Mày hát mấy cái bài buồn quá. Dù sao đó, ngày xưa mày yêu người ta, trong cái bữa đám cưới tao không thể nào tưởng tượng được mày hát cái bài đó. Người ta đã không yêu rồi mà đám cưới còn lên giọng cái bài này nữa. Bữa đó mày xách dép mày chạy, cha mẹ ta la là đúng rồi. Nếu mà mày cảm thấy mày ghét nó, mày thù hận nó luôn, mày quất cái bài này nữa, tao nói nó không tới nó đốt nhà mày, tao con mày. Bài gì? Mày lên mày giới thiệu để giúp vui cho cô dâu và chú rể. À. Và cũng là người bạn cũ của tôi xin hát bài Đồi Thông 21. Mày là mới đây mà nhanh thiệt nè. Nói nghe nè. Gì? Cái ngày hôm nay là cái ngày mình thành lập ban nhạc, nhớ không? Tao biết mà, mới đây mà mấy chục năm rồi đó. Ê, mà bữa nay thiếu một đứa nha. Hồi đó ban nhạc mình ba đứa mà. Đúng, ba đứa mình là chánh. Tao là đánh keyboard. Ừ. Mày là guitar. Guitar. Còn thằng nữa nó thổi kèn. Thì đó, thằng đó thổi kèn. Tao còn nhắn mà không biết nó có tới không. Lúc mà ban nhạc mình rã ta cũng buồn dữ lắm. Rồi mỗi đứa đi mỗi nơi, chả biết đường nào mà tìm. Cuối cùng mỗi thằng mỗi nghề. Khoan khoan cho hỏi thăm chút xíu. Trời ơi, cái quán ăn của mình Hội Quán Tiểu Lâm bữa nay tại sao không mở cửa đón thực khách mà hai ông ngồi nói chuyện nhau hoài vậy? Nghĩa, cuối cùng mày cũng tới rồi.
Không phải. Trời ơi, vậy là đủ mũ ba mình rồi đây nè. Phải không? Trời ơi. Nhưng mà không phải, tại vì đang chờ cái thực khách buổi chiều tối nè, sao không thấy ai vô trơn, để tiên hai ông ngồi nói chuyện nhau hoài vậy? À, quán. Cái chuyện ăn uống tính sao đi, gặp mày tao vui quá. Ôi, như mày là người khách đó đi. À, trời ơi, ừ, vậy đi. Dạ. Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Ngồi. Sao mày khỏe không? Dạ khỏe, khỏe. Con cái sao rồi? Dạ chưa có con. Trời ơi. Sao vậy? Mấy vợ? Ờ, chưa có luôn. Ủa sao kỳ vậy? Tao tưởng mày. Ủa gì? Sao kỳ vậy? Sao kỳ? Tao tưởng mày lấy cái con ca sĩ đó. Hả? À? Con Thúy đó. Con Thúy rồi xin lỗi ca sĩ ban nhạc mình đó. À, mày với thằng này yêu nhau à? Cái mày với thằng này tao lộn. Mày còn lâu. Tao đâu yêu nào? Tao nói là mày với thằng này yêu con Thúy. À. Hai đứa mới ghen nhau đó. À, à đúng hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. À, không phải lấy cô Thúy hả? Không có, Thúy, Thúy còi phải không? À. Ừ, dạ, chơi nhỏ nó xương quá, không thích. Thúy mày chửi tao à? Có, Thúy mày chửi tao không? Mày không thích tao, mày nói thẳng cái có gì đâu. Có đâu, nó giỡn mà. À, ủa rồi sao? Cái tên là cái chuyện đó là sao? Nói chung là bữa nay á, là Tài nè, nó muốn anh em mình họp mặt lại. À. Cái ban nhạc hồi xưa đó. À, à. Không có gì à hoài. À, hồi xưa tức là đây là ban nhạc đúng không? Ừ. Trời đất ơi. Rồi có tôi nữa đúng không? Có tôi nữa, ba người. Mày đừng nói tao mày lẫn nha Nghĩa. Nhưng mà lo làm ăn quá là mày không nhớ gì trơn mày. À, thì đúng rồi, giờ này làm ăn công chuyện nhiều lắm, thành ra không có để ý. Không có nhớ lại cái chuyện quá khứ ngày xưa. Nhớ rồi, hồi xưa ban nhạc ba đứa mình, rồi có thêm Thúy Còi làm ca sĩ nữa. Đúng rồi. Bây giờ chuyện qua rồi tao nói nhắc là không phải là tao trách mày. Buồn quá, đang buồn chảy nước mắt. Buồn quá hả? Vậy thôi giờ anh em mình hồi xưa ban nhạc mà hát chung nhau bài gì đi cho nó vui. Không, mày hát mình mày. À, thôi, à, coi như là hồi đó tôi cũng mắc nợ hai ông đúng không? Giờ thôi tôi hát một bài coi như trả nợ nha. Được. Hey. Hát bài Trả Nợ Tình Xa. Rồi hát đi. Dốc hết tình này ta trả nợ người. Dốc hết tình này ta trả nợ đời. Trả hết tình tôi vẫn nợ không thôi. Hey! Mắt đã mù loa vì nợ tình xa. Tóc trôi bạc mau vì nợ yêu nhau. Đâu biết ngày sau trả nợ tình nhau. Trả hết cho người. Trả luôn mắt môi nụ cười. Trả xong rồi còn thứ không. Này gió, gió bay về trời. Này hoa sẽ rơi về cội. Còn ta đưa nào cho ta. Em ơi em, anh không thể nuôi bao nhiêu yêu thương này. Nhớ mong qua. Em ơi em, anh không thể nuôi bao nhiêu yêu thương này. Chờ mong mà. Được chưa? Thôi được, được. Rồi coi như giờ trả nợ, xóa nợ rồi nha. Ông Tài. Ai vậy? Ủa? Ba. Ông đi ra đây. Ủa sao? Mấy em đang đi chơi mà sao về vậy? Đi chơi cái gì? Tôi đi ra tới sân bay rồi. Tôi thấy con mắt tôi nó giật giật là tôi nghi nghi. Tôi nghi lỡ nhà ông lừa dối tôi chuyện gì rồi. Tôi đi về rồi tôi mới thấy. Nè, đàn hát đồ ba. Ba tổ chức tiệc nhà hả ba? À đâu có. Sao vậy ông? Này... ông lừa cho mẹ con tôi đi nước ngoài để ông ở nhà ông kéo bạn, kéo bè ông tới đây. Hả? Để lập lại ban nhạc hả? Tôi đâu có ưa. Tôi đâu có ưa ba cái chuyện đờn ca hát sướng này đâu. Hồi xưa họ, họ đối xử với ông như thế nào ông nhớ hả? Chồng chị làm cái gì không cần biết. Tụi tôi là bạn. Ở đây á, không cần biết là phải bạn hay không. Đây là cái quán. Tụi tôi vô ăn được không? À bà chủ đó bình tĩnh đi, thật là mọi công chuyện căng thẳng quá, thật ra bữa nay là quá. Ông chủ đó này là hai thực khách của quán mình vô. Giận quá mà, trời ơi. Giận quá mất khôn đúng không? Hai thực khách của quán mình thôi đúng không? Đâu có khôn quán đâu mà mất. À đúng rồi, bình tĩnh đừng căng thẳng quá. Bạn nói đúng á, coi như là hai thực khách của mình thôi. À, có khách thì tốt chứ. À, mình phải bày ra những cái thử thách, tại bữa nay mình đi có mình ông chủ ở nhà tiếp hai thực khách thôi đúng không chủ? Bây giờ bà đúng mà, con hiểu. Bây giờ mày bà ưa tôi đúng không? Bà ưa tôi đúng không? Không ưa. Không ưa tôi đi về. Trời ơi. Sao vậy? Trời ơi em ơi.
Em làm cái gì vậy? Tôi không có ưa. Bản thân của anh mà. Bản thân cái gì ngày xưa họ đối xử với ông như thế nào? Bà chủ giận quá mất thôi. Má ơi, còn một người nè má. Mất thôi má. Bây giờ đây đây, mời còn mời còn vô, còn còn khách vô quán là phải tiếp đón cho đàng hoàng. Muốn ăn cái gì? Trời ơi, hôm nay muốn ăn gì? Đến cứ nói ra đi, hồi quán thiếu lâm xin mời chào mừng quý khách tới đây. Tôi chưa kịp là khác bài nói vui à trơn, mà thấy điều bà chủ muốn ăn thịt tôi trước không có không có không có em thấy vui quá tiền tụ họp nãy giờ hả gì chút đàn đốm gì chứ mà hay nè bây giờ mình thi thi gì nói về thử thách về âm nhạc đi bà chủ thích hát đúng không hồi xưa là ban nhạc đúng không đúng rồi hát đi bà chỉ ra thể lệ bây giờ là bây giờ hát nè hát cái chữ là cái chữ đầu của bài này là cái đích của bài kia đó ví dụ như nhớ mùa chôm chôm trước mùa chôm chôm kỷ niệm là cái bài sau phải với n nhớ ơi là nhớ gì đó thí dụ vậy bây rồi giờ chơi là... luôn chơi luôn bây giờ luôn. Là... ủa hả cái gì vậy ta lượm được cái hình vợ mày nè trời ơi đẹp ghê á đẹp quá hồi xưa nó đẹp giờ cũng còn đẹp á chứ đẹp. Anh quay lại ăn luôn hả quá luôn vô thử thách luôn ủa thử thách gì thử thách hát rồi bắt đầu ha bắt đầu ai trước mình trước đi ông chủ đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành thành phố buồn nhớ không em ngày chủ nhật ngày của đời mình một hai ba bốn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thất bại đi. Một phần thắng hát này tới sáng mai luôn. Thì được đâu. Hát rồi tới sáng thì đó. Anh em tụi tôi mấy chục năm mới gặp lại. Bây giờ tôi là bầu số tới đây để gặp lại bạn bè để giải tỏa cái chuyện hiểu lầm hồi xưa. Đúng rồi. Bây giờ tôi làm bầu show rồi, tôi không có làm ban nhạc nữa. Thấy chị hát hay quá muốn mời chị về hát cho mau. Không, tại tôi muốn mời chị về hát cho mau rã đoạn chơi. Thì tôi cũng ngán ngẩm cái nghề bầu show dữ lắm rồi. Nói nào ngay á, bây giờ anh em cũng giải tỏa được rồi, cũng cảm ơn cả gia đình, cảm ơn Tài, cảm ơn Nghĩa nha. Rồi hy vọng là anh em chúng ta vẫn là một nha. Vậy đi ha. Kỷ niệm ngày vui, mình hát vòng bài cho nên tự giả luôn. Rồi hát luôn. Rồi vô vô vô. Để tôi hát chính cho. Tìm một con đường, tìm một lối đi. Ngày qua ngày, đời như vẫn nghi. Làng loài niềm tin, sống không ngày mai, sống quên không ai cần ai. Cứ vui cho tròn đường này, rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi. Một mình tôi về, nhiều lần ướt mi. Mà tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm buồn tối. Cho ta đến rồi, tâm hồn thành một người mới. Thì tự nhiên Đại Nghĩa bình thường vốn là một cái người chuyên đưa những thực khách vào trong quán ăn của hội quán Tiểu Lâm, nhưng mà hôm nay có lẽ là một vị thực khách nào đó bận công việc không có tới được, thành ra vô tình lạc chân vào cái quán này và đã diễn ra một cái câu chuyện như mà quý vị khán giả vừa mới thấy. Đây cũng là một cái câu chuyện có thật của một trong số những người nghệ sĩ của chúng tôi đây. Một câu chuyện đã xa, đã xưa lắm rồi, nhưng mà anh em chúng tôi cũng muốn gợi lại một chút xíu, xem như là để sống lại với những hồi ức, những cái kỷ niệm của ngày xưa. Hy vọng rằng tất cả quý vị khán giả cũng sẽ đón nhận câu chuyện này một cách vui vẻ và thoải mái nhất. Còn bây giờ thì có lẽ là gia đình chủ quán của chúng ta hãy trở lại với công việc thường ngày của mình, trở lại với hội quán Tiểu Lâm để chờ đón những vị thực khách khi họ quay trở ngược lại quán này và đưa ra những thử thách ngược vô cùng hóc búa. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và hãy cùng chào đón thử thách ngược. Vinh sẽ khiến cho bà chủ quán phải đổ lệ, vừa quỳ vừa khóc vừa năn nỉ xin tha, lăn lê bò càng và phải kêu là cứu tôi với, giống như là tụi tôi đã làm như vậy. Nhóm chúng tôi có lời nói muốn gửi đến hội quán Tiểu Lâm. Hôm nay phải trả. Sơn thần thủy quái, còn hôm nay không biết giờ là ai đây nữa. Thần y. Thần y. Cơ hội cho các bạn quay trở lại với hội quán Tiểu Lâm để đưa ra những thách thức ngược dành cho gia đình công chủ quán. Hồi nãy mình đã bị hành hạ khá nhiều rồi, bây giờ thì các bạn hãy nghĩ ra những cái chiêu thức gì đó nó độc đáo nhất để mình có thể mình trả đũa lại họ, coi như là mình lấy lại cái công bằng của mình nha. Xin mời Sơn thần thủy quái và thần y đến với hội quán Tiểu Lâm ở thử thách ngược.
Quang Chí Lâm xin mời. Chào mừng quý khách đến đây. Sao? Khỏe ha? Sao quý khách này căng thẳng quá vậy? Sao mà không vui vậy? Có gì mà hầm hầm quá vậy? À, bây giờ mọi người có thể quỳ xuống năn nỉ thì mọi chuyện bỏ qua. Còn thôi là những gì mà đau khổ nhất, mà nó là thảm khốc nhất, hay là cái những gì mà nó bí ẩn em. Quỳ xuống thì bỏ qua hết rồi. Rồi bỏ qua em nha. À, em quỳ hai người này quỳ là bỏ ra cho cô công chúa. Hai người này quỳ thì bỏ qua cho cô công chúa, thì hai người này vẫn giữ lại hình phạt. Vậy là em quỳ đi ra. Không, tôi bỏ qua cho bạn, như hai người này là không bỏ qua cho bạn. Ủa vậy là bị lừa ra hả? Có gì xảy ra lên đây? Yeah. Có hai lựa chọn, một là đứng bốn người ở đây, hai là chia ra mỗi bên đứng hai người. Ồ, gia đình lúc nào cũng phải đứng... Bài kết. Hai người này đứng ở đây đi. Đi qua đây. Đi qua đây với chị. Hay là nó nguy hiểm lắm. Thì bây giờ... Nó nguy hiểm lắm. Giờ trong ba chúng ta là ai ai sẽ làm trước? Mời Khanh. Hồi nãy hình như có vị công chúa nào là bắt ta múa để cho vị công chúa đó cười ha ha đúng không? Vị giả danh công chúa, nhưng mà người ta nói là con dại cái mang, cho nên giả danh hay là thiệt đều chấp nhận sự trừng phạt của ta bù lại cái sự hồi nãy. Hai người luôn. Hả? Bước ra đây. Em đồ phay mà. Phay hả? Nhìn mà thấy ghét luôn. Bây giờ hai người chỉ cần múa sao cho ta buồn, ta khóc hu hu là được. Múa cho ta khóc là ta sẽ bỏ qua hết. Trời ơi, hồi nhỏ em học múa nhiều lắm, giàu nhất là môn múa giỏ anh à. Không, công chúa mà có múa giỏ à? Dạ, em làm chàng công dễ lắm. Múa giỏ nhưng mà múa với Đức Vua và Hoàng hậu. Múa với Đức Vua Hoàng hậu làm sao cho ta buồn ta khóc là được. Múa với Đức Vua Hoàng hậu đi. Múa với Đức Vua và Hoàng hậu là sao cho tao vui khóc. Múa giỏ cho Đức Vua và Hoàng hậu khóc. Chết. Trời. Tới khúc khóc rồi đó. Mắc cười quá. Cứ còn vụ khóc là yêu cầu mà. Mắc cười. Là hết rồi. Không phải khóc lay chứ mà mắc cười. Là cuối cùng yêu cầu là gì? Múa giỏ cho Đức Vua Hoàng thuận khóc hay là múa giỏ cho hai người này khóc? Đức Vua Hoàng hậu khóc là lay cho mấy người cùng khóc luôn. Còn có người không khóc là không được. Đức Vua Hoàng thuận kìa, con hồi đó có đi học giỏ không? Lay cho mấy người khóc giùm đi. Qua lay giùm mấy người khóc. Thôi vậy bỏ đó đi. Tới huynh á, huynh phạt đi, coi cái này nợ đi. Rồi. Hậu kìa, Hậu là bạn này nè, bạn này tên Hậu đó. Tên Lan. Không, Hậu, Lan tên nha. Biết luôn á, mặc áo cặp luôn á. Đây là phần thưởng ta dành cho My. Trời ơi, Hoàng hậu mà My luôn. Trong vòng 10 giây, Hậu phải nuốt cái cục này. Ồ không, Hậu phải nhai cho nát cái cục này, lè lưỡi ra cho ta coi nó đã nát. Và sau đó mới được nuốt. Nếu mà làm không được là nuốt thêm cục nữa. Đấy. Là tổng còn 4 cục. Không được chứ. Hoàng thượng có trợ giúp không vậy? Không. Được. Không? Hoàng thượng thích trợ giúp không? Không cho. Cho luôn. Bị 3 cục. Hoàng thượng. Nè. Hoàng thượng á, nếu mà ăn hết cục đó trợ giúp đi, ăn hết trái đu đủ đi luôn. Trời ơi, bỏ đi. Đi ăn ra đi. Hù của hai người đó trả nha. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5. Đây. Lẹ lưỡi ra. Rồi nuốt. Nuốt. Chưa, đây sẽ còn trong này, nhưng nó còn trong này nè. Bây giờ nửa cục này á, có thể vừa nhai vừa hút sáo được không? Đúng. Nửa cục này là vừa nhai vừa hút sáo, sao đó nuốt. Hết luôn. Bỏ vô hết được rồi, quýt sáo. Nhai. Nhai tiếp. Khát nước quá. Cứ nhai mà tự nửa nào. Rồi, nhai đi. Rồi, nhai vỉa sao. Còn. Còn 3 hộp. Ăn vô. Còn 3 hộp. Ăn đi. Vỉa sao.
tiếng luôn kìa. Đồ kêu á. Ồ, nhảy luôn hả? Trời hay quá, mà không ăn cái gì mà nhảy quá. Chưa nhảy. Sao không lại, sao hồi nãy không chịu để nước cho người ta uống ác ghê rồi đứng coi. Vậy, vậy ăn xong nữa hả? Chà. Chú ba nhớ không chú ba? À nhớ chứ, trời ơi. Tần Y đến đây để... Xóa nợ. Tần Y đến đây để giúp vui cho tất cả quý vị khán giả. Là nãy giờ mọi người đã ăn rồi. Đức Du và Hoàng Hậu nhảy đi. Tóc hồng chắc chết. Hai người vừa cắn cái dĩa, vừa sẹt xuống như thế này theo điệu nhạc. Mỗi câu nhạc là phải xuống thấp hơn. Không xuống thấp hơn là ba chúng ta sẽ đè cho thấp nhất. Lấy cây khỏ, kéo, kéo xin một bài nhạc đi ạ. Không ra là khỏi, là khỏi nha. Rớt đĩa là phải khỏi nha. Còn xử gì nữa? Thôi đủ rồi. Thấy coi bộ là gia đình này là cũng tiêu điều sơ sát vì những vị thực khách của chúng ta rồi. Bỏ qua giùm cho đi nghe. Bạn này phạt. Cho bạn này phạt bạn này luôn. Đúng rồi. Đừng nói gì phạt tôi. Thôi đi ra bên nhà. Cho khiên cái bàn. Cho bạn này khiên cái bàn. Thôi tôi đi vô. Bỏ qua cho đi nghe, nãy giờ mình hành hạ quá, cũng bắt ăn, cũng bắt nhảy múa, cũng bắt sạc ngang, sạc chọc đủ hết rồi. Nó coi như là ân quán phân minh, rõ ràng sòng phẳng, không còn ai thù quán ai nữa nghe. Thưa quý vị khán giả, như vậy là hội quán Tiểu Lâm của chúng ta xin được phép đóng cửa tại đây. Chúng ta hôm nay có những vị thực khách đã đến chung vui cùng với quán chúng ta. Trước tiên là cô dâu Yến Trang, rồi sau đó là hai vị Sơn Thần Thủy Quái. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Và gia đình trong hội quán Tứ Lâm cũng sẽ có những phần quà lưu niệm dành tặng cho cả ba vị thực khách của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời các bạn. Kính thưa quý vị khán giả, như thế là tập 13 của chúng tôi hôm nay đã khép lại mùa 1 của chương trình hội quán Tứ Lâm. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.